Ôi, nhìn nó đi kìa, giờ thì sang bên kia. Thêm một chút xíu nữa thôi. Thập đó đúng là hài vô đối luôn. Hả? Không biết cậu ấy đang đi đâu nhỉ? Ôi trời đất, tuyệt quá. Có chuyện gì thế? Ồ, nhìn kìa, bữa tiệc băng bóng nổ puppet kìa, đi thôi. Wow, puppet của cậu dễ thương quá, tớ cũng có nè, nên là đi thôi. Ờ, có vệ sĩ kìa. Lại còn cấm đồ ăn và đồ uống nữa chứ. Nhưng kẹo của chúng mình, phải làm sao bây giờ? Tớ rất muốn tham gia bữa tiệc đó. Này, tụi mình vừa vào vừa mang kẹo được đấy. Xem nhé, chúng mình chỉ cần lấy ốp điện thoại puppet của cậu và đặt hình ống kính camera ở đây, rồi bỏ Skittles vào trong đây. Mỗi viên vào một lỗ puppet. Nhét nhiều nhất có thể nhé. Và giờ đến sô-cô-la nè. Tớ làm chảy nó để đổ cho dễ. Cứ đổ đều phía trên Skittles thôi. Tuyệt, nhìn đã thèm rồi. Cứng lại rồi, nghĩa là ăn được. Trông giống hệ điện thoại thông thường nhỉ? Hay quá, cậu thông minh ghê. Ổn rồi, vào thôi. Xin mời nhập tiệc. Cô không nhìn thấy biển báo à? Cấm đồ ăn và đồ uống. Thôi thôi, mới ra khỏi hàng. Em có puppet nè. Mời vào. Hả? Anh chưa bao giờ thấy ôm điện thoại puppet đó. Ngầu đấy, tiệc tùng vui vẻ nhé. Có vẻ không có ai quanh đây. Chơi Jumbo Puppet thôi. Wow, có quá trời puppet ở trong này. Lại đi giúp tụi tớ cái to đùng này đi. Tiệc đỉnh của chớp. Chúng mình sẽ thắng cuộc thi xếp chồng. Lên lên lên, cậu đang lập kỷ lục đó. Nè, có muốn đổi không? Được. Cậu có đang nghĩ giống tớ không vậy? Mâm mâm thôi. Ta-da, có ngay. Bóc ốp puppet dễ thật đó. Cứ như thanh kẹo nhà là mấy. Ngon tuyệt cú mèo, ăn không? Mọi người ơi, chúng tớ tưởng kẹo nè. Lại đi ăn cùng chơi vui. Ổn đó, bộ đồ ăn trông thật tránh xả. Bữa trưa quý tộc. Nè, tớ ngồi đây được không? Tùy làm gì thì làm. Mình mê khoai tây chiên quá, ăn hoài không ngán. Dở hôi. Mình phải chụp ảnh để đăng lên Insta đã. Wow, hay đấy, mình cũng nên chụp. Phải rồi, điện thoại cùi bắp thì làm gì được. Thôi ăn luôn chứ chụp chẹt gì cho mất thì giờ. Phải chụp góc này mới được. Khó thế không biết. Chẳng ăn thua gì. Cậu chụp giúp tớ được không? Tớ á? Được chứ, tớ chụp đẹp lắm. Để tớ cầm điện thoại của cậu. Tớ đang cố không để dính mỡ lên màn hình của cậu. Thôi rơi rồi. Đừng. Bắt được rồi. Ôi trời đất ơi, suýt thì toi. Ôi, cậu ấy còn chẳng tí. Hả? Có mạng nhện này. Mình nghĩ ra trò hay rồi. Mình sẽ cần điện thoại, bút 3D và bút lông bình thường. Mình sẽ dùng bút 3D tạo các vòng quanh bút lông. Rồi kéo các vòng ra. Tốt, lại cần tới bút 3D rồi. Mình sẽ vẽ một đường lên góc này. Vẽ thêm nữa nào, giống như mạng nhện đấy. Vừa làm vừa phải giữ thẳng các vòng nhé. Xuất sắc, thêm các đường để trang trí nào. Đây sẽ là mạng nhện cực xinh luôn. Xong, nhện tuyệt vời và mình cũng thế. Tô vào cả các cạnh nữa đi. Rắc thêm nhũ nè. Có thêm nhũ bao giờ cũng lung linh ảo diệu hơn. Xong rồi, các vòng giống như chiếc nhẫn. Giờ mình chẳng cần lo sẽ làm rơi điện thoại của cậu ấy nữa. Ảnh đẹp lắm đó. Giờ thì đưa tớ xin lại điện thoại đi. Cậu làm gì thế này? Hả?
cũng ra gì đấy. Cảm ơn nhé, khéo tay ghê. Không có gì, bữa trưa hóa ra cũng vui phết đó chứ. Hey, chào xinh gái. Xem ta có gì nè. Trời đất, ở đâu ra vậy gái ơi? Mới sáng nay thôi. Màu tím xịn sò lắm đó. Wow, ghen tị quá đi mất. Ước gì tớ cũng có điện thoại mới. Nhưng mà khoan, tớ không cần điện thoại mới vì đã có ốp xinh rồi. Nhiều ốp chứ, một cái tôi chưa đủ đâu. Rồi, cũng hay đấy. Chà, tớ vẫn còn một đống nữa cơ. Tớ thì cực kỳ mê cái màu mới này. Chà, xem các ốp đầy màu sắc của tớ đi. Cũng đứng đó, nhưng vẫn không đẹp bằng điện thoại tím của tớ. Gì hả? Chà, cậu đã không cho tớ lựa chọn. Cậu đang nói cái gì cơ? Đủ rồi, toàn bộ ốp của tớ đây. Wow, quá trời ốp xinh kìa. Đó, thấy chưa? Ốp hơi bị đẹp đấy. Wow, ấn tượng thật đó. Chà, giờ tớ lại thấy hơi chán cái điện thoại mới này rồi. Ồ, tớ nghĩ ra cái này hay cực. Tớ sẽ lấy ống hút này và lại kín một đầu. Xong rồi nè, sản phẩm tiếp theo nào. Tớ sẽ dùng ống bơm nhỏ để bơm chất lỏng màu vào ống hút. Hoàn hảo, nhớ để lại một khoảng trống nhé. Giờ thì lại kín cả đầu này nữa. Triệu hồi ốp điện thoại trong suốt nào. Tớ sẽ dùng thỏi hồ khô này thoa đều. Tốt, rồi dính ống hút vào. Tớ làm thêm rất nhiều màu nè. Dán kín luôn cả ốp. Trông tuyệt chứ này. Xem ốp mới của tớ đi. Nó có bong bóng chuyển động đó. Wow, tớ chưa bao giờ thấy ốp xịn vậy đâu. Tớ và ốp sắc màu của tớ hẹn gặp lại cỡ sau nhé. Ôi trời, giờ mình lại ghen tị tiếp. Một ngày mệt nhoài, buồn ngủ giết hết cả mắt lại rồi. Phải nằm cho thoải mái đã. Xoay sang bên này xem sao. Sáng quá đi mất. Tôi muốn ngủ thôi mà. Đó, ổn hơn rồi. Sao cái gối này chẳng thoải mái gì cả. Bực mình thật đấy, cứ như cả thế giới chống lại mình vậy. Thò một chân ra cho đỡ nóng vậy. Nhưng có quái vật dưới gầm giường thì sao? Tốt nhất giấu chân trong này. Trong đêm nay khó mà ngủ ngon được rồi. Và đương nhiên lại lạnh rồi. Hay là nằm tới thế này, hay thế này. Giường đáng ghét. Đêm nay tồi tệ quá đi thôi. Sao thế? Sao con la hết vậy? Quả trứng. Tự nhiên nảy ra ý hay. Mình sẽ bắt đầu với ốp điện thoại và súng bắn keo. Vẽ một hình tròn ở ngay giữa ốp nè. Rồi dùng sơn móng tay màu trắng sơn lên. Tuyệt, giờ thì đợi nó khô thôi. Với bước tiếp theo mình cần bóng bay màu vàng. Cắt phần trên bỏ đi, rồi nhét một quả bóng slime vào bên trong. Thế này thôi, rồi đặt nó lên điện thoại. Nảy nảy hay ghê. Đó, giống như một quả trứng trên ốp điện thoại vậy. Ồ, cảm giác thư giãn thật đó. Wow, tự dưng thấy buồn ngủ quá. Trứng có nhiều công dụng bất ngờ thật đó. Wow, có chuyện gì thế này? Ôi
trời ơi, hình như chúng mình sẽ tham gia thử thách đấy. Burger nè. Xem đi. Bam, nhắm trúng mục tiêu. Tới cậu đó. Cái đó dễ ợt mà. Cậu thấy chứ, tớ đập cũng đỉnh ghê. Chào cả nhà, cùng xem cái này nhé. Ôi trời đất, mì ramen bằng vàng này. Mầm mầm thôi cả nhà ơi. Thơm nức mũi luôn, mùi dầu ấy. Wow, ok, để xem mình có gì nào. Chỉ là mì ramen khô thôi à? Chán ghê. Cả nhà ơi, mình có nên cho đá quý vào ramen không? Bát ramen này càng lúc càng đỉnh. Thêm chút đá vàng nữa chứ nhỉ? Mình sẽ rắc lên trên chỗ đá quý trong bát. Mấy viên to này trông sẽ lộng lẫy lắm đây. Mình cũng có thể trang trí cho ramen của mình. Ai cần đá quý khi bạn có kẹo chứ nhỉ? Sau đó, mình sẽ thêm gel kẹo. Màu tuyệt quá à. Và ở trên cùng là marshmallow. Xem nào, nước đủ nóng chưa ta? Ong ong. Rồi đó. Giờ thì đổ nước và bắt đầu nấu ramen thôi. Chuẩn bị sẵn đôi đũa luôn. Và mắm mắm thôi. Thử một miếng trước xem có ra gì không nào. Được rồi, mình có nên thử không? Au, răng tui. Không thể ăn được nữa. Chà chà, một miếng dưa hấu to đùng. Wow, tớ cũng có dưa hấu nè. Dẻo dai nghịch vui ghê. Mê rồi nha. Wow, mình sẽ thử lại lần nữa. Vui quá. Cậu có thấy không? Vui cực kỳ. Dưa hấu nhìn đỏ ghê, ăn thôi. Quá trời hạt vậy. Lại hạt nữa. Ăn dưa thì ngon đấy nhưng cứ nhai phải hạt thì mệt thật. Nhưng mà trái này nhiều nước và ngọt ghê. Bắt đầu thể hiện tài năng nhổ hạt đạo. Cậu không nhìn hả? Tôi đang ngồi đi mà. À thế à? Chán nhỉ? Ai lấy cái này đi dùng? Có gì ngon hơn không? Cảm ơn, thế này ổn áp đó. Dài dài. Wow, nó giãn quá nè. Ồ, mình sẽ rách mất rồi. Hả? Cậu ấy đang ăn gì không biết? Kẹo dẻo của tớ. Chúng mình có gì tiếp theo đây? Nhỏ tí coi sao. Bánh nhiều lớp đẹp quá à. Háo hức ghê. Ôi, chà chà, mềm quá. Wow, mình cũng muốn ăn một miếng bánh. Yes. Cầu được ước thấy rồi. Thì ơi ăn nào. Mà khoan đã. Nhỏ quá nó không có đã. Quay lại ngay đấy nhé. Ngon tuyệt cúng mèo. Ô này. Sao cô ấy bỏ đây? Chắc không muốn ăn rồi. Mình ăn kém một miếng nhỏ thôi. Chắc không sao. Thêm xíu nữa thôi mà. Thiệt to cỡ này ăn bánh mới đã chứ. Hử? Gì đây? Vụn hả? Trời ạ, cậu ấy ăn trộm hết sạch luôn. Không thể tin được. Mình còn chưa được ăn. Nhưng mà có trò hay rồi đây. Mình có một miếng xốp và sẽ cắt nó thành hình tam giác. Và giờ thì bóp chút sơn lên trên miếng xốp. Vừa đủ để phủ hết bề mặt thôi. Ok, giờ thì phết sơn ra, giả làm kem. Phải phủ thật kỹ để không làm lộ xốp mới được. Giờ thì rắc cốm lên trang trí cho giống bánh thật nào. Ổn rồi nè, trông xinh ghê đó. Mình sẽ làm cho bánh trông còn tuyệt hơn. Sơn khắc sâu vào các mặt của bánh nhé. Vì mình muốn làm cho giống bánh nhiều lớp lúc nãy. Tuyệt cú mèo. Cậu ấy sẽ hỏng được một bài nhớ đổi. Bánh này thơm nức mũi luôn. Cho tớ ăn với. Đi mò. Bánh á? Nhưng chỉ một chút thôi đấy. Yes,
Nhìn bánh đã biết là ngon rồi. Trông đỉnh quá à. Gì vậy má? Quỷ gì đấy? Đâu phải là bánh. Dẻo dẻo dai dai nè. Ê, bóp thế ghê. Tính hơn là ăn bánh ấy. Giờ thì đến thử thách tiếp theo. Wow, pop it nè. Nghe nói đồ chơi này hay lắm. Chơi cái này vui quá. Nị thinh rồi đó. Giờ mình có gì nào? Hả? Gì đấy trời? Một viên kẹo gấu dẻo. Chà chán như con gió luôn. Nhưng kẹo gấu dẻo ăn ngon mà. Hả? Wow, thêm kẹo gấu dẻo nữa này trời ơi. Thử lại xem sao. Yes, hiệu quả này. Mình có muốn nhiều kẹo gấu dẻo hơn. Kẹo nhân lên nhanh quá. Nó biến thành một núi kẹo gấu dẻo luôn. Ê, nhìn đi nè. Trông cũng được đấy. Cậu ấy được cả Poppit. Mình có ấy hay nè. Ok, mình cần nấu chảy kẹo gấu dẻo và lấy Poppit. Giờ thì chỉ cần đổ kẹo đã chảy vào trong Poppit thôi. Mình nấu chảy riêng từng màu nên chắc sẽ đẹp lắm. Ok, và giờ mình đặt một que gỗ lên trên và để khô. Xong rồi nè, kẹo mút gấu dẻo ra là. Mình chỉ muốn thử ngay thôi. Tuyệt vời ông mặt trời. Thử cắn một miếng xem sao. Dài quá trời, vui miệng ghê. Wow, thích thật đó. Đúng là món ngon tuyệt vời. Tụi mình mở cùng nhau nhé. Wow, kem trông xịn sò quá này. Tuyệt quá, tớ được cát tạo khuôn nè. Tớ sẽ dùng chày để nghiền cát với nhau. Ok, thêm một quả bóng nữa nè. Ok là, giờ thì đổ cát ra khỏi ly thôi. Ôi, các tầng cát đẹp quá. Kem ngon thế này không ăn hơi tí. Và xem sức mạnh của bàn tay nào. Wow, cát bở ra nhìn thích quá. Ôi chà, hay thật đó. Kem chảy xừ mất rồi. Chảy hết thành nước rồi. Ghê quá. Chán như con rán. Chà, nhưng bỏ thì phí. Nếm thử một xíu xem nào. Wow, húp một ngụm luôn cho đã. Chuẩn, thơm ngon hết ý luôn. Kéo búa giấy. Tròn thế, thua rồi. Yes, sẵn sàng nào. Tôi sẽ nhòm xem có gì. Rắn à, biến đi đi trời. Kinh quá, chạy, chạy đi. Hả? Nó không động đậy gì. Chờ chút đã. Nó không phải rắn thật đâu. Ôi, nhẹ hết cả người. Sao cậu không mở của cậu đi? Được. Ok, tớ mở đây. Ôi, giận hết cả mình. Nhưng để nhìn kỹ xem sao. Chuẩn, là rắn kẹo dẻo đó. Ngon tuyệt cú mèo. Wow, trông đúng là ngon thật nhỉ. Mình thấy hơi bị ghen tị rồi đấy. Đủ rồi, mình sẽ ăn đầu bên này của con rắn. Gì vậy má? Ăn của người ta hoài. Sao không tự ăn của mình đi? Ấu, ngã đập mông luôn rồi. Ấu, lưng tôi. Tất cả là tại cậu đấy. Cũng hên là còn chút kẹo để măm măm. Cả lớp vẫn đang đợi Matthew. Khoan, em giải được mà. Mà chờ chút, cô rất ấn tượng. Đó, em xong rồi. Cô thấy sao ạ? Làm xuất sắc lắm. Cơ hội đây rồi. Nhìn ngon dã man. Mình sẽ dùng thước kẻ. Phải nhanh tay mới được. Vậy là đủ rồi. Lại đây. Măm măm. Chưa gì đã chảy nước miếng. Wow, hết sảy con bà bảy. Em đang làm gì vậy? Em xứng đáng nhận điểm A. Mua.
Đấy sẽ là thành tựu lớn nhất của ta. Không có gì có thể ngăn cản ta. Ta chỉ cần cắt thêm một lần nữa, ta cảm thấy thật sung mãn. Thật là xinh đẹp. Không thể quên thanh sô-cô-la. Đó là phần quan trọng nhất. Vậy là xong rồi. Ok đấy. Sẽ không ai biết đâu. Háo hức và lớp quá. Từ từ đã. Em không mang bánh kẹo gì đấy chứ. Mà chờ một chút. Đây là gì? Sao lại ở đây ta? Nói thật em không hề biết gì luôn. Em biết quy định mà. Cô rất thất vọng về em. Bọn trẻ bây giờ. Tiếp theo, mau qua đây đi. Em không có gì. Đúng là học sinh ngoan. Em giúp cô nhá. Mang giúp cô mấy quyển này vào lớp. Làm gì ạ? Em không thể, xin lỗi cô. Cầm lấy, nếu không cô đánh trượt. Úi, cấp cứu, không. Em xin lỗi cô. Em vụng về quá, để em nhặt. Cuốn sách này trơn quá. Sao nhìn em chật vật thế? Không, em nhặt được mà. Có một quyển sách ở bên kia. Phải nhặt nó mới được. Mình cần với sang kia. Đấy rồi. Đủ rồi đấy. Em gửi cô. Chuyện này là sao hả? Sao cánh tay em dài thế? Đưa cô xem nào. Không, đừng làm thế. Có chuyện gì xảy ra thế này? Cánh tay giả? Và bên trong có gì? Cô phải đoán được chứ. Ít nhất em đã thử. Đi vào trong lớp ngay. Quá đáng. Nhưng mình luôn đi trước một bước. Mình luôn dùng đến cái đầu. Theo nghĩa đen. Quá dễ dàng mà. Thèm ăn từ nãy tới giờ. Có quá trời kẹo ở trong đó. Mình chỉ cần lắc đổ ra ngoài. Cũng bỏ công chuẩn bị đấy. Cả cô giáo không hề nghi ngờ điều đó. Ngon quá. Tuyệt cú mèo. Mình vừa xem cái gì vậy? Chuyện này đang thực sự xảy ra. Ăn kẹo thôi nào. Kẹo này ngon lắm. Nhưng không thể để ai nhìn thấy mình. Có vẻ an toàn. Mình chẳng bao giờ được ăn kẹo. Đấy sẽ là bí mật nhỏ của mình. Đá cháy bọ chét. Nó dai, thơm mùi trái cây và rất ngọt. Ôi không, bị lộ rồi. Bà đang làm gì thế ạ? Bà cầm kẹo nhìn ngon quá nhở. Đúng vậy Matthew. Và của bà hết. Đó là bà nghĩ thôi. Cháu muốn nó. Cháu rất mê kẹo. Đừng hòng ăn mảnh với cháu. Ngon xỉu. Lấy thêm xíu nữa. Tạm biệt. Kẹo của tôi. Đi đầu hết rồi. Ở trong bụng cháu này. Chúc bà may mắn lần sau. Lúc nào cũng làm trò đấy. Nó làm mình bực quá. Mà chờ một chút. Mình có một ý tưởng. Một ý tưởng tuyệt vời. Thấy không? Bắt tay vào việc nào. Mình sẽ cắt phần trên của vỏ. Mình muốn giữ nó nguyên vẹn. Tiếp theo đổ trứng bên trong ra. Để dành lát nữa ăn. Việc lén lút khiến người ta đói. Sau đó mình sẽ lấy một bát kẹo. Mình sẽ đổ kẹo vào vỏ trứng rỗng. Và đóng phần trên của vỏ vào. Mình sẽ làm tương tự với những quả trứng khác. Sau đó đặt chúng trở lại khay đựng. Vậy là xong rồi. Matthew đến đây. Chào bà làm gì thế ạ? Đợi chút, có gì đấy không đúng. Để cháu xem khay trứng. Thú vị, rất thú vị đấy. Chỉ là trứng bình thường thôi. Cháu cứ tưởng bà đang giấu kẹo. Tưởng tượng nổi không? Để cháu giúp bà. Cháu sẽ làm trứng chiên thơm ngon. Hả? Không. Cháu biết nấu mà, bà yên tâm. Ngon lắm đấy. Có kẹo trong quả trứng đó. Có lẽ đây là một con gà đặc biệt. Vâng, có khi như thế thật. Chẳng bao giờ hiểu được thiên nhiên. Ăn nào. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hữu ích như thế này nhé. Mình có một ít băng dính trong suốt. Mình sẽ rắc kim tuyến lên đó. Đẹp quá đi. Mình sẽ đặt nó ở giữa. Gấp cuộn băng lại này. Mình sẽ dán các cạnh lại. Đừng chừa, khoảng trống nào nhớ. Nãy giờ vẫn ổn, bây giờ là phần thú vị nhất. Mình sẽ thổi vào ống hút. Nhìn kìa, bóng bóng. Đây là phép thuật gì vậy? Mình sẽ véo ống hút và kéo nó ra. Thật hoàn hảo.
Ôi, mềm quá. Mình có thể làm việc này cả ngày. Mình không phải là người dậy sớm. Mình chỉ muốn quay lại giường thôi. Mình nghĩ tốt hơn hết là mình nên đi đánh răng. Ôi, mình ghét điều này. Nhưng mình vẫn sẽ rửa mặt. Xoa nước vào mặt này. Sảng khoái quá. Trông ổn đấy anh bạn. Chỉ là mình thôi. Chào bố. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con phải đánh răng. Nhưng có bắt buộc không ạ? Đừng quên kem đánh răng. Dạ thôi bố ạ. Bố biết con sẽ nói vậy. Vì vậy bố đã mang cái này. Chào Pikachu nhé. Không thể nào, con thích nó lắm. Bố biết mà. Xem này. Đưa bố bản chải đánh răng của con. Cầm lấy. Điều này sẽ khiến con choáng váng. Kem đánh răng chảy ra từ miệng cậu ấy. Đây này. Ôi, không thể tin được. Cảm ơn Pikachu, tớ sẽ đánh răng vì cậu. Ngoan thật đấy. Cho con nhé bố. Cái gì? Được rồi. Chúng ta sẽ là bạn thân. Tớ biết mà. Con làm bố tự hào quá. Bố đi nhá. Ngủ ngon quá. Mình đã mơ những giấc mơ đẹp nhất. Đợi đã, Pikachu biến mất rồi. Cậu ấy mới ở đây mà. Quay lại đi. Tớ nhớ cậu lắm. Đợi một chút. Hả? Đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Cậu không được nói cho ai biết nhé. Không. Dừng lại đi. Ngon quá. Mình chưa bao giờ hạnh phúc thế này. Sao cậu có thể làm vậy? Không giống như con thấy đâu. Thật là nhẹ nhàng nhá. Mình không được gây ra tiếng động. Chỉ một chút nữa thôi. Đồ ăn lành mạnh. Đó là những gì mấy đứa nó nghĩ. Sẽ không ai biết được. Mình cần phải nhanh lên. Đâu rồi nhỉ? Đây, chính là điều mình muốn. Nhìn này, đẹp thật. Cưng là thứ chị đang thèm đấy. Mình còn chờ điều gì nữa nhỉ? Mình thèm sô-cô-la béo ngậy quá. Mình thật là nghịch ngợm. Nhưng việc lén lút này đúng là xứng đáng. Ôi, con chào mẹ. Hả? Đợi đã, đó là cái gì vậy? Mẹ đang ăn sô-cô-la. Toang thật rồi. Cái này là gì hả mẹ? Chúng ta chỉ ăn thực phẩm lành mạnh mà. Vấn đề là mẹ không định ăn nó. Mẹ thích ăn táo hơn á. Thấy không, mẹ có táo đây này. Như thế mới chuẩn chứ. Giỏn rụm. Con tự hào về mẹ lắm. Còn con thì ăn ngũ cốc buổi sáng. Cô gái ngoan quá. Nhìn chúng ta này, ăn lành mạnh sẽ tốt cho chúng ta. Dạ, đúng là thế. Ngay cả khi loại ngũ cốc này có vị như bìa cứng. Nhớ ăn hết nhé. Ghét quá đi. Đợi đã. Đó có phải là son môi của mình không? Nó làm mình nảy ra một ý tưởng. Đầu tiên, mình cần lấy son môi ra khỏi ống. Như vậy này. Tiếp theo, mình sẽ đun chảy sô-cô-la. Mình sẽ đổ nó vào ống. Đừng làm đổ tí nào nhá. Phải ăn đến giọt cuối cùng. Rồi đợi nó khô lại này. Mình lén lút thật đấy. Thử xem nào. Ủa? Gì vậy mẹ? Đây là son môi mới của mẹ. Mẹ đang thử kiểu mới. Chà, mẹ sẽ trông thật quyến rũ cho xem. Con ăn hết đây ạ. Mẹ không muốn thấy con chừa lại đâu. Tuyệt vời, ngon quá. Mình có thể ngửi thấy mùi sô-cô-la. Con đang tưởng tượng đấy con yêu. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chắc chắn là như thế. Đợi bữa tiệc bắt đầu đã. Chúc mừng sinh nhật mình. Con lớn nhanh quá. Ngồi đi con yêu. Chà, nhìn tất cả những món ăn này nè. Soda đâu rồi? Bố làm con thất vọng rồi, đợi xíu nhá. Phiu, bố đi rồi, đây là cơ hội của mình. Marshmallow. Chúng giống như những đám mây nhỏ xinh. Ngon quá. Bố có soda đây con yêu. Ăn lẹ. Hãy bắt đầu bữa tiệc này nào. Whoop whoop. Đây rồi. Không, không thể nào. Con xin lỗi bố. Sao con có thể? Bố muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Không ăn kẹo nữa. Lùi lại đi Madison. Bố thật xấu tính. Mình có thể đặt những món này ở đâu nhở? Đợi một chút, mình có cách rồi. Sao trước đây mình không nghĩ đến điều này nhỉ? Bố đang làm gì vậy? Mình bối rối quá. Mình cần một quả bóng bay và rất nhiều khăn giấy. Mình sẽ ngâm giấy trong nước, sau đó đặt nó lên quả bóng bay.
mình sẽ xếp thành các lớp. Sau khi nó khô, mình có thể vẽ lên nó. Mình sẽ sử dụng sơn màu hồng, mình sẽ dưới nó lên quả bóng bay. Chà, màu sắc này đáng yêu quá, mình sẽ phủ khắp nơi. Bây giờ mình sẽ đợi nó khô. Mình sẽ thêm một số chi tiết nho nhỏ, thật dễ thương, xem thử này. Nhưng còn thiếu một thứ, thật nhiều kẹo luôn. May mà mình có một ít ở đây. Trông nó ngon quá. Nhưng nó phải đi vào bên trong con lợn. Sao bố lại lâu thế nhở? Cốc cốc. Đó chắc hẳn là khách của bữa tiệc. Con lo lắng quá. Mình thích bài này. Bữa tiệc tuyệt vời quá Madison. Ôi, một con lợn bay. Mình có nên chạm vào nó không? Ôi là trời. Chúc mừng sinh nhật con. Con sẽ cần cái này. Ý bố là con có thể đập nó hả? Sinh nhật tuyệt nhất đời. Xem đây. Kẹo đổ như mưa kìa. Tuyệt vời. Thích quá đi. Bố biết con sẽ thích mà. Ôi, nhìn này. Đến đây nào bé con. Ôm bố một cái nào. Bố là bố tuyệt vời nhất. Pop, pop, pop. Mong là con đang đói. Cho con ăn đi. Cho con ăn. Bố còn chờ gì nữa ạ? Nấm. Bố đùa con ạ? Đợi ở đó nhé. Bố đùa mình thôi nhỉ. Xem bố có gì này. Ngon quá. Chuyện này không vui đâu bố ạ. Tuyệt vời. Của con yêu đây. Đây chắc hẳn là một trò đùa phải không bố? Con không ăn thứ đó đâu. Hãy thử chút đi. Trông nó nhảy nhụa. Và nó có mùi lạ. Eo ơi. Sao? Con hư quá. Đưa cho bố. Ngon quá. Nhìn này. Thật nhiều hương vị. Bố bị sao ấy? Quá trời ngon luôn. Mình muốn ăn thêm. Chà, ngon tuyệt vời. Ôi. Này, con nữa. Thức ăn của con đâu? Đúng rồi. Con nhìn này. Cái poppit của con. Bố đang cố đánh lạc hướng con phải không? Sẽ không được đâu ạ. Đợi đã. Mình có ý này. Mình cần một cái bát và một nắm sô-cô-la viên. Mình sẽ làm tan chảy sô-cô-la và sau đó đổ nó vào poppit. Lấp đầy mấy cái ô nha. Như vậy này. Trông ngon quá. Gần xong rồi. Giờ mình cần một cái bánh quy que. Mình sẽ bẻ nó thành từng miếng nhỏ và đặt vào sô-cô-la. Mình sẽ làm vậy với tất cả các ô. Sau đó đợi sô-cô-la đông lại. Trông giống như một cây nấm nhỏ vậy. Mình sẽ bày tất cả ra đĩa. Muốn cho Madison xem quá. Này, xem đi. Bố nghĩ con sẽ thích mấy cây nấm này á? Nào, ăn đi. Ôi, nó. Nó trông khác hẳn. Mình phải điều tra. Đợi đã. Đây lại là một trò lừa nữa à? Đó có phải là sô-cô-la không? Đúng rồi này. Chà, ngon quá. Để lại cho bố một cái nhé. Thơm ngon. Cả lớp tập trung nào. Các em hãy trả lời câu hỏi này. Câu hỏi khó đấy. Đúng là khó quá. Lẽ ra mình phải ôn bài kỹ hơn. Chẳng hiểu mô tê gì ấy. Không, biết gì đâu mà làm. Này, im đi để tớ tập trung. Ôi không, bút của mình. Miki ơi, cậu còn cái bút bi nào không? Tớ cắn vỡ bút này rồi. Chờ chút. Cầm lấy này. Ok, làm bài thôi. Kiểu gì mình cũng trượt thôi. Thôi xong đời tôi rồi. Lại nữa sao? Bút của tớ, quỷ kia. Suýt. Cậu có khỏe không? Cho tớ mượn cây bút nhá. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu Ashley. Hai cây luôn á? Sao bút cứ hỏng hoài vậy trời? Thật không thể tin nổi. Mình khỏe hơn mình tưởng. Gần hết giờ rồi nhé. Phải làm nhanh mới được. Không dùng được cây bút nào. Có ai giúp tớ không? Vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Khoan, sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Tụi này không có ngu. Cũng không trách được mấy đứa. Em thưa cô có bút không ạ? Không thành vấn đề Ashley, em dùng bút này đi. Không, đừng, cất đi cô ơi. Ủa, rốt cuộc là sao? Thật ra cô mới nhớ ra là cô làm mất hết rồi. Nhưng em mới thấy cô cầm mà. Cô chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa. Ok, đành phải dùng ngòi bút thôi. Chẳng ăn thua gì. Không thể nhìn cảnh này được nữa. Mình đã có cách rồi. Mình sẽ rút ruột bi ra như thế này. Mình sẽ làm cho em ấy một chiếc bút không thể gãy. Mình đã chuẩn bị khuôn làm bút.
mình sẽ đặt ruột bút vào trong khuôn. Giờ thì trang trí cho thật xinh, mình sẽ đặt các cánh hoa vào trong khuôn. Đây sẽ là cây bút đẹp nhất lớp. Mình cũng có lọ kim tuyến nhỏ này. Đổ kim tuyến vào một bát nhựa epoxy rồi khuấy thật kỹ này. Mình muốn tạo nên hỗn hợp thật đều. Chuẩn rồi đấy nhỉ. Giờ mình sẽ đổ nhựa epoxy vào trong khuôn. Phải phủ kín những cánh hoa. Đổ nhựa đến khi đầy luôn nhé. Rồi chờ cho nhựa cứng lại. Sau đó mình có thể gỡ nó ra khỏi khuôn. Lấy ra dễ lắm. Wow, cứng muốn xỉu. Đưa cho Ashley làm bài nào. Wow, cô cho em ạ. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Nhỏ lại gắn nữa kìa. Thôi đi Ashley, cậu đang đùa hả? Này, vẫn còn nguyên vẹn nhé. Bút này đỉnh của Chop. Kiểm tra lại xem sao. Chuẩn, chiếc bút cực chắc chắn. Hồi hộp muốn xỉu luôn má ơi. Hoan hô. Cảm ơn, quá xuất sắc. Ngày trọng đại này. Hôm nay phải bung xõa hết mình mới được. Mặc gì đây ta? Xem nào. Cũng xinh này. Sự lựa chọn xuất sắc. Mình phải thay đồ thôi. Wow, dễ thương ghê. Vẫn thiếu gì đó. Mình muốn thật nổi bật. Biết chính xác mình cần gì luôn. Chuẩn, không cần chỉnh này. Háo hức quá đi mất. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Chắc chắn nhìn mình sẽ lung linh lộng lẫy lắm đây. Ra gương ngắm xem nào. Ôi trời ơi, như công chúa. Vậy là đi được rồi. Chờ chút. Vương miện của Ashley lố quá. Tôi thấy tội nghiệp cậu ấy. Nếu tôi không quỷ sảng thế này. Không muốn đeo cái vương miện này nữa. Mình nghĩ gì cơ chứ, chẳng ai muốn thấy mình ở bữa tiệc. Mình sẽ lại cô đơn trên sofa và tiếc thương thân phận mọt sách này. Mình sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Ủa, có chuyện gì vậy trời? Wow, giờ mình tiếp đất cứ phải gọi là đỉnh. Ồ, sao thế Ashley? Xin chào. Cuộc đời tôi chẳng có gì tốt đẹp. Hả? Tiếng gì vậy trời? Chị là ai? Sao chị lại vào được đây? Ta là tiên đỡ đầu của em. Thế em đang có vấn đề gì? Không phải quá rõ rồi ạ? Em chỉ muốn thật xinh đẹp để đi dự tiệc. Mỗi thế á, em nên đi dự dạ. À nhầm, bữa tiệc. Thế này không ổn đâu, mau làm gì đi. Xin lỗi, đây là đũa mới. Chị vẫn đang làm quen với nó. Đừng làm thế lần nào nữa. Giờ sao đây? Không sao cả, đợi chị một chút xíu thôi. Nếu như chúng ta... chờ đã, chiếc đũa đó nhìn kỳ lạ ghê. Nhưng chắc mình sẽ dùng được. Mình sẽ trang trí lại chiếc vương miện này. Mình sẽ dùng bút 3D để vẽ đẻ lên vương miện. Vòng xung quanh viên đá này. Mình muốn tạo thành khung. Màu này đẹp muốn xỉu. Giờ thì đổi màu khác. Và tô vào viên đá quý. Mình sẽ kéo các đường thẳng. Không được bỏ sót các viên đá nhỏ đâu nha. Giờ thì nhẹ nhàng gỡ chiếc khung ra. Nói xin chào với vương miện mới đẹp hơn đi nào. Chị biết, chị rất tuyệt vời. Của em đây. Trời đất ơi, chị thấy xúc động quá. Hợp với em lắm luôn. Khoan, có chuyện gì vậy? Em chắc chắn sẽ thích phần này. Wow, thật không thể tin nổi. Mắt kính không hợp với váy này đâu. Wow, ôi là la. Mình thật xinh đẹp. Em cảm ơn. Chị ấy đâu rồi? Mình chưa kịp nói rằng việc này rất ý nghĩa với mình. Nhưng cảm ơn, đi tiệc thôi nào. La la la, hi, chào mừng đến với bếp của tôi. Búp bê ơi, em sẽ là tiên cá xinh đẹp. Mùi gì vậy? Mẹ làm khắp cách. Hấp dẫn ghê. Bỏ tay ra. Xin lỗi, có vấn đề kỹ thuật. Một cái thôi mà mẹ. Còn lâu. Mẹ tham. Tưởng mình thông minh lắm. Chị sẽ làm nốt đuôi cho em. Tiếp tục nào. Kem tươi. Trời ơi, cô nói gì cơ? Nói lại xem nào. Nghe hay đấy. Tiếp theo tôi sẽ làm một đĩa cà chua tươi ngon. Khoan, đừng làm thế Ashley. Này, chào cả nhà nhé. Đây là bé Cún, bé thích đi dạo trên bãi biển. Ashley. Con chào mẹ. Đi ra ngoài ngay. Con xin lỗi, con chỉ muốn nổi tiếng. Tôi sẽ đặt cắp cách qua bên này. Cơ hội đây rồi. Đây sẽ là vụ trộm hoàn hảo. Mẹ còn lâu mới biết. Nhìn này, tớ là ngôi sao mạng xã hội. Bắt đầu nấu thôi. Tôi cần chiếc bát. Hả? Nó đâu mất rồi? Chắc là chỉ quanh đây. Phải đoán được chứ. Ngon ơi là ngon. Thấy tôi vất vả thế nào rồi đấy. Này, trả cho mẹ.
mang máy ra đây luôn. Đưa cái bát đây. Con chả hiểu mẹ đang nói gì nữa. Con dính kem trên mũi kìa. Sao lại thế được nhở? Chắc hẳn đây là bí ẩn không lời giải. Chương trình đã kết thúc, chẳng ra đầu với đâu. Mình sẽ cố gắng chuộc lỗi. Mẹ đợi con một xíu. Rất xin lỗi mọi người, tôi chỉ muốn mang đến những giây phút thư giãn, vậy mà cũng không xong. Mẹ ơi, mẹ xem này, mẹ thấy thế nào? Đúng chỗ đây. Chờ chút, đưa mẹ xem nào. Ashley, con làm gì vậy? Phới lòng của mẹ mà. Con chỉ muốn giúp thôi mà. Nghĩ xem nào. À, biết rồi này. Nhưng mẹ phải làm gì với cái này chứ? Khoan, đúng rồi. Các bạn sẽ thích cho coi. Tôi sẽ lấy một cuộn dây nhựa, cắt ra một đoạn và rồi lồng chúng theo dạng hình tròn. Tiếp theo, tôi cần bút 3D. Tôi sẽ dùng keo để nối tất cả lại, rồi xoáy chồng lên nhau. Tôi muốn tạo tay cầm. Vậy là có phới lồng tiện lợi, màu cũng rất thời thượng. Nó sẽ có mặt trên cửa hàng trực tuyến của tôi. Mẹ có cửa hàng á? Thôi kệ đi, con trả này. Đó là trợ lý của tôi. Dùng phới này rất ổn nhé. Làm sao tắt được cái này nhỉ? Phủ, mệt dã man. Mình cần nghỉ ngơi. Vất vả quá mà. Oh yeah, đã quá đi mất. Phê như con tê tê. Xi măng không chỉ để làm vỉa hè đâu. Thực ra tôi có thể giúp các bạn làm vài món đồ thủ công hữu ích đấy. Không cần lo lắng đâu, chúng tôi sẽ chỉ cách làm chi tiết mà. Bữa sáng, bữa quan trọng nhất trong ngày. Ơ kìa, cái này bị sao thế nhỉ? Hả? Có hai quả mà. Làm trứng tráng thôi mà mệt quá. Hùi xong, lại nữa sao? Đến đây. Không, đừng có hỏng nhé. Đây. Phiêu, suýt thì mất ăn. Chà, tự dưng lại nghĩ ra ý hay. Đầu tiên là lấy hột của bơ ra, rồi cạo hết phần thịt bên trong ra. Sau đó đổ xi măng vào vỏ bơ. Chuẩn, đổ đầy ự luôn nha. Rồi đặt hạt về chỗ cũ. Xi măng khô thì lấy hạt ra. Và sơn màu gì cũng được, tùy bạn. Màu xanh bơ rất hợp mắt tớ. Đây là giá đỡ trứng. Khỏi lo trứng chạy trốn nha. Nếu cần dán di chuyển, chị đang theo dõi đấy. Trang điểm cứ như làm ảo thôi đấy. Không có ai nhỉ? Tuyệt. Chị có quá trời đồ luôn. Bắt đầu từ đâu ta? Có gì hay ho nhất ở đây nào? Wow, loại trái cây mình mê nhất quả đất. Ava còn lâu mới biết mình lấy. Wow, xinh xỉu. Thôi đi đồ nhà ma rồi. Nghĩ cách nhanh nhanh nào. Không, không được. Thôi khỏi cần. Ủa, cái gì to thế kia? Bingo! Mình sẽ bắt đầu với một đường dài. Tiếp theo là một lớp khác. Rồi một lớp nữa. Không, chưa xong đâu. Cứ tiếp tục cho đến khi nó dày cộp và sạch sỡ. Khi đã xong cả, bọc một đường màu đỏ cuối cùng. Rồi dùng khuôn cắt bánh quy như thế này. Chỉ cần một mảnh thế thôi. Các mảnh kia cất đi dùng sau. Giờ thì dính cái móc lên trên cùng. Ta-da, xịn sò. Chơi vui nhỉ? Hết vui rồi. Em xem một tí thôi. Không xem nữa. Đồ dở hơi. Ủa, con bé làm vòng cổ cho mình sao? Thế như đúng là làm cho mình rồi. Đẹp tuyệt. Sắp thắng đậm rồi. Justin. Hả? Món quà đặc biệt cho người đặc biệt của em. Anh sao? Mở ra đi. Yeah, cứ tìm đi. Anh thấy rồi. Là hình của chúng mình.
Dương có quả là sao? Chết! Hôm nay là ngày gì nhỉ? Ngày kỷ niệm à? Chờ anh chút nhé. Hả? Ờ, thôi được. Sao mình quên được ngày kỷ niệm cơ chứ? Ha! Chắc phải có gì trong này chứ nhỉ? Không! Nhanh nào! Nghĩ đi! Món quà của mình phải thật tự. Mình có marshmallow không? Mất điện à? Làm gì với khay đá được chứ? Bó cánh luôn. Khoan, đúng rồi hả? Đầu tiên đổ xi măng khô vào một cái túi zip. Rồi đổ một cốc nước vào. Đóng chặt lại nha. Dùng tay dằn đều hỗn hợp xi măng ra. Đấy, cán mỏng thế là được. Giờ thì đổ ra khay, cắt nè. Đổ vào từng khay ô một nhé. Đổ đầy luôn nha mọi người. Chuẩn, tiếp tục đi, mình làm được mà. Gần xong rồi. Vào ô cuối. Lắc lắc xíu cho các ô đều hơn. Tiếp theo ta cần kẹp giấy nhiều màu. Đúng vậy, đặt vào các ô nè. Cắm xuống một nửa là vừa. Và cứ thoải mái dùng đủ các màu nhé. Thôi cả rồi, xem nè. Anh về rồi. Quà của em đây bé yêu. Wow. Nhưng mà cái gì đây ạ? Là tạ giấy hay gì vậy ta? Cho ảnh của em đó. Không cần không ảnh. Cảm ơn anh. Chưa hết đâu. Chúng mình dễ thương nhất luôn. Em có thể đặt ở đâu em thích. Và nhìn vào mắt của người yêu. Ok là làm được rồi. Đây. Còn đây. Sao không được vậy? Làm sao mà xem điện thoại được chứ? Bó tay chấm com. Cứ kệ em nha. Anh bị sao thế? Justin. Này. Sao thế? Anh chỉ muốn xem điện thoại thôi. Cũng hơi khó đấy. Nè, anh nghĩ ra rồi. Hả? Chờ mà xem. Có thấy chiếc bình cơ này không? Bọc găng tay latex lên miệng nha. Rồi đổ xi măng vào trong găng tay. Thế là xong. Giờ thì cẩn thận lấy găng tay ra. Rồi đặt nó ở tư thế ngồi. Và để nó cầm điện thoại nhé. Và chỉ cần chờ thôi. Có vẻ cứng rồi đó. Nhưng chúng ta không cần găng tay nữa. Chúng ta có bàn tay rồi nè. Hay phải không? Giờ thì dựng nó lên và tận hưởng video cực hay này. Wow, cách này hữu ích thật đó. Được rồi cả lớp, tập trung nào. Tuyệt vời. Sandwich cả người là mình đau bụng ghê. Khoan. Thầy có thể để các em một mình không? Không biết nữa. Trời. Ê, muốn chơi một tí không? Hơn tạm biệt tớ trách nhiệm này đi. Woohoo. Quẩy lên nào bạn ơi. Wow. Này. Không ai có thể đánh bại ta. Thế hả? Wow. Câu được bút. Xong đời rồi. Không phải tôi nhé. Này. Tôi không liên quan đến chuyện này đâu. Nãy giờ tôi vẫn bận nặn tượng mà. Hả? Nhìn thấy cục đất sét này không? Hãy chọc vài lỗ lên đây. Dùng bút chì ấy. Giờ thì lấy chỉ cắt các miếng ở lỗ ra. Cứ tiếp tục nhé. Xong. Giờ thì mình đã có giá đựng bút chì siêu ngầu rồi. Thầy vẫn chưa về à? Chắc thầy chẳng để ý đâu. Phiệu. Nhẹ hết cả người.
quay lại học nào. Hả? Ôi trời. Cái này cũng hay đấy chứ. Cảm ơn các em. Kìa, thầy thích đấy. Chẳng gì bằng một buổi chiều êm ả. À. À ha. Ừ, gì con? Mẹ nè. Ừ, trông giống mẹ ghê. Con là họa sĩ đấy. Mẹ sẽ treo lên tủ lạnh. Hả? 500 cứng đâu? Cái gì vậy trời? Ôi, bé ơi, mẹ không treo tranh của con lên được. Con đang làm gì đó? Đất sét à? Mẹ đã có cách rồi. Dùng một cái nắp chai và 500, rồi lật lại và cho đất sét vào trong nắp, cứ quấn vòng quanh như thế này nè. Cho đến khi hết sợi đất sét thì thôi. Rồi đặt hạt nhựa trang trí lên trên. Trông như cupcake ấy. Dễ thương quá ta. Xem cái này nè, giờ mình có thể treo bất cứ thứ gì. Tất nhiên phải treo kiệt tác của con trai trước. Tốt lắm. Đi ăn sách nào. Mịn xinh quá nè. Ấu này, Elsa. Chào bồ, để tôi lấy AirPod kia đã. Đi đâu tớ cũng phải mang theo bên người. Công cụ làm đẹp không thể thiếu của tớ đấy. Mê màu này quá. Hả? Elsa, cậu đang làm gì vậy? Khoan, lên màu thật kìa. Tớ sẽ thử xem sao. Lúc nào tớ cũng muốn thử son màu xanh. Hả? Chẳng có màu gì cả. Ngày hôm nay giải lê thế. Chào cậu, tớ đến tập nè. Tuyệt, nhưng nhớ quy tắc của phòng tập nhé. Không ăn hay uống gì cả. Tớ e là phải kiểm tra cặp của cậu. Không thành vấn đề, chờ xíu nhá. Tớ chỉ kiểm tra nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Gì đây? Kẹo á? Thật luôn? Chỉ có một xíu thôi mà. Tụi mình thương lượng được không? Mời ra khỏi đây. Một chút cũng là sai quy định. Chờ đã. Không biết là ngăn keo đó làm mình nảy ra một ý tưởng. Chắc là sẽ được đấy. Tớ sẽ quay lại. Ai cũng nói thế. Đầu tiên tớ cần giày thể thao. Tớ cũng cần một con dao nữa. Tớ cắt một lỗ nhỏ trên phần đế giày. Sau đó tớ cần hộp diêm. Tớ đổ hết diêm ra và trượt cái hộp vào lỗ. Cười như in luôn này. Tớ sẽ bỏ kẹo vào trong hộp. Sẽ không ai biết đâu mà. Đã bảo về rồi cơ mà. Kiểm tra túi đi. Wow, mấy người này lì ghê. Tìm thấy kẹo nữa chắc mình phát điên lên mất. Không, không có gì cả. Xấu hổ quá đi mất thôi. Chìa khóa tủ của cậu đây. Tập vui vẻ nhé. Cảm ơn. Khởi động làm nóng người đã nào. À, thoải mái quá. Ơ, có ai đến kìa. Ở đây có vẻ an toàn. Mầm mầm kẹo thôi. Chẳng hiểu sao càng tập mình càng thấy thèm ăn cơ chứ. Cũng bỏ công tập. Thơm ngon hết dậy. Thôi, tập tiếp nào. Ồ, Brian gửi cho mình tin nhắn ngọt ngào quá. Ôi không, có kiểm tra. Đưa cô điện thoại đi. Cái đó nữa. Thật luôn đấy ạ. Mình không thể nộp điện thoại được. Đây ạ. Điện thoại của mình quá quan trọng. Tiếng gì vậy ta? Nhóc ơi, cho chị hộp nước ép nhá. Chị xin lỗi. Nhưng của em mà. Những lúc như thế này thì đành phải dùng thủ đoạn thôi. Mong là cách này hiệu quả. Mình sẽ đổ hết nước đi. Sau đó cắt một lỗ trên mình hộp cắt tông. Miếng dán băng dính hai mặt vào ốp lưng điện thoại. Như vậy mình có thể dán điện thoại vào hộp cắt tông. Sau đó mình cần một chiếc ống hút. Mình sẽ cắm qua lỗ ở trên. Vậy là xong rồi. Em xin lỗi đã đến muộn. Ngồi vào chỗ đi Elsa. Xỉ, khát khô cổ họng. May mà có mang theo hộp nước ép. Không có ai nghi ngờ gì cả. Mình sẽ quay bài bằng điện thoại thân yêu. Nhưng phải cẩn thận không để ai thấy. Nếu có môn phao, mình phải được điểm 10. Làm nhanh ơi là nhanh. Xong cả giờ này. Phủ, khát nước quá đi mất. Chắc chắn mình sẽ qua môn này. Mình đúng là thiên tài. Đỉnh của chóp. Bữa tiệc này cháy thật đấy. Wow, xin dừng lại. Có cần thiết không vậy? Quy định là quy định. Chúng ta không thể có hàng lậu trong bữa tiệc. Gì đây? Biết ngay mà. Ủa, cậu không hiểu hả? Cấm đồ ăn thức uống mà. Tớ có thấy biển cấm đâu. Tôi đi đây. Cậu có sao không?
để tớ giúp cậu. Không sao, tớ không. Ôi, chào xinh gái. Cậu làm tớ nghĩ ra một ý hay. Biết đâu chúng mình sẽ gặp lại. Mong là vậy. Từ từ, dừng lại. Mụn tủm lum luôn kìa. Tôi cần phải kiểm tra túi. Cứ kiểm tra đi. Chắc cô cũng chẳng biết loại sữa rửa mặt nào hiệu quả đâu. Không, da tôi không tì vết. Không có gì cả. Cô có thể vào trong. Đến giờ tiệc tùng rồi. Tạm biệt. Mặt cô ấy. Wow. Thành công rồi. Mình có thể gỡ xuống. Ngon quá cơ. Chà, lại gặp nữa rồi. Không có cửa đâu nhé. Bài vở nhiều dã man. Sao cậu không học bài đi vậy? Có chứ. Tớ đang học dùng điện thoại này. Thôi cuốn này để sau vậy. Mình còn cần biết gì nữa ta? Quá trời quá đất. Chẳng biết phải làm gì nữa. Elsa, sao nhìn cậu đủng đỉnh thế? Tớ không hiểu. Cứ bình tĩnh nào. Bình tĩnh là sao? Ngày mai thi rồi đấy. Biết chứ. Không được trượt đâu. Tớ đã lo liệu cả rồi. Tôi có kế hoạch hoàn hảo luôn. Tớ sẽ lẻn vào trường lúc không có ai phải đeo mặt nạ đen. Khi đã cảm thấy đủ an toàn, tớ sẽ bắt đầu hoạt động. Tớ đã có đủ dụng cụ thiết yếu rồi. Băng dính này và một tờ phao. Sau đó tớ bắt tay vào việc. Tớ sẽ dán bút bi vào mặt dưới của bàn học. Và dán chặt một chút. Đang làm bài mà bút rơi xuống là toang luôn. Sau đó tớ sẽ gài tờ phao vào khe hở. Khi tớ cần tìm một đáp án, tớ sẽ cần rút nó ra. Và điểm 10 sẽ thuộc về tớ. Chiến lược hoàn hảo luôn. Xong xuôi thì tớ chuyển ra thật lẹ thôi. Thấy chưa, không có kẽ hở. Tớ có thể dán phao cho cậu. Không, không đời nào. Rồi, thế thì cứ học đi. Bái bài đồ ngốc. Tớ chưa bao giờ nóng lòng làm bài thi đến vậy. Không, bàn của tớ mà. Vừa làm bài vừa khấn xin trời độ nhá. Nhưng chắc lại 3 điểm mất thôi. Thật nhiều lựa chọn. Con chào bà, mình đi thôi ạ. Chờ bà một chút xíu. Bà phải mang theo đồ ăn vặt. Không, mình không mang được đâu. Ôi, trái tim bà tan vỡ mất. Bà lại bắt đầu diễn đấy. Cầm lọ đi Elsa. Đi thôi bà ơi, mình sẽ bỏ lỡ phần đầu của bộ phim mất. Chào, mong là chưa muộn ạ. Vừa kịp lúc đấy, nhưng anh cần kiểm tra túi của em. Ok ạ. Này, gì đây? Trời ạ, hai người định làm gì? Ở đây cấm thức ăn và đồ uống mà. Trả bà đây. Ôi, sao bà khỏe thế? Mau trả cho bà nhãi con. Đừng đánh con. Xin lỗi anh nhiều nhớ. Bà này đáng sợ quá. Bà ơi, sao lần nào cũng như vậy? Con đã hóng bộ phim này cả mấy tuần đấy. Xin lỗi con nhưng bà có cách này rồi. Đưa giày cho bà đi. Bà làm gì vậy? Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng bà định làm gì? Kiểu gì bà cũng phải mang được đồ ăn vặt và dạp chiếu phim. Đầu tiên bà sẽ tháo gót của chiếc giày ra. Sau đó bà dán lọ thủy tinh vào. Bà sẽ dùng keo cho chắc ăn. Rồi đợi cho keo khô lại. Vậy là dùng được như thường. Bà lại làm thế mẹ ạ. Nào nào, con còn đợi gì nữa chứ? Giày của con đấy ạ. Thôi, nhanh lên không muộn. Nhanh nhẩu nào. Chờ đã. Em không mang thức ăn, anh cứ kiểm tra. Bà cháu em chỉ muốn xem phim thôi. Đi ra ngoài sảng khoái thật. Có cần phải làm vậy không cơ chứ? Bỏ tay ra khỏi người con bé. Vậy cháu muốn khiêu vũ hả? Wow, bà giỏi thật đấy. Bà biết chúng ta có sợi dây kết nối ngay lần đầu gặp gỡ mà. Thành công rồi, giờ thì ăn vặt thôi. Mình sẽ tháo đôi giày này ra. Cách này hay dã man luôn. Mình sẽ măm măm thật ngon lành. Thơm nức mũi. Chuẩn bị sẵn rồi. Khoái khoái chảy nước miếng. Ngon xỉu áp xỉu đao. Ăn xong thì đóng nắp lại như cũ. Wow, cháu rất nóng lòng giới thiệu bà với mẹ cháu. Ôi, phim sắp chiếu rồi kìa. Mình vào thôi. Mong là Elsa sẽ thích. Xem nào. Hả? Gì chứ? Bất ngờ ư? Thật á? Cho tớ á? Tất nhiên. Xem đi nè. Không, cậu đang làm gì vậy? Nhìn biển cấm kìa. Ok, thư giãn đi. Tớ chỉ đang cố bày tỏ tình cảm thôi. Để mình thử cách khác xem sao.
Chắc chắn cậu ấy sẽ thích mê. Nhưng mình sẽ cần khuôn cắt bánh quy này. Mình đã có sẵn kẹo siêu ngon ở đây. Kích cỡ hoàn hảo luôn này. Nhưng mình muốn tạo cảm giác lãng mạn cơ. Vậy nên chúng ta sẽ dùng khuôn cắt bánh quy. Mấy mảnh thừa này sẽ vào bụng mình. Bây giờ mình sẽ cẩn thận gỡ nó ra khỏi khuôn. Đẹp rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Mình cắm đầu bút vào kẹo gôm nữa. Kẹo mút mềm thơm thơm này. Và nhìn cũng đáng yêu nữa. Elsa ơi, lại gì nữa nào? Tặng cho cậu này. Khoan, có phải kẹo mút không? Chuẩn rồi đấy. Mong là cô giáo không nhìn thấy kẹo. Xinh quá đi mất. Tuyệt cú mèo, cảm ơn cậu nhiều. Nhưng đừng nói với ai nhé. Bí mật của riêng chúng ta. Vừa ngon vừa tiện lợi. Wow, hữu ích thiệt đấy. Vậy lúc nào rảnh thì cứ gọi tớ nhé. Tuyệt, biết ngay sẽ thành công mà. Oh yeah. Nhìn cậu ấy kìa, đẹp trai dã man. Mình chỉ có thể nghĩ về cậu ấy. Mình sẽ thể hiện khả năng thả thính. Hay quá cơ. Hãy thử một phương pháp khác. Này Alex, cậu phải xem cái này nè. Bình thường vẫn hiệu quả. Mình phải bày tỏ trực tiếp hơn. À ha. Ê, ở đằng này. Yuhuu. Wow, không thể rời mắt khỏi trò này. Mình còn phải làm gì nữa đây? Khoan, nghĩ ra rồi, đưa cho tớ. Alo, đến giúp tôi với. Và chờ thôi. Alex, nhìn kìa, nhanh, cậu nhìn lên trời kìa. Đỡ, có muộn. Mình đã làm gì sai cơ chứ? Có lẽ chỉ cần đơn giản thôi. Mình sẽ viết thư tình. Cậu ấy không thể lờ đi, phải không? Giờ mình sẽ biết thôi. Mình sẽ cuộn giấy lại. Sau đó đặt nó vào băng dính nano. Mình sẽ cuốn băng dính quanh lá thư tình, nhưng không đóng kín lại. Có cái túi nhỏ nè, và mình rắc kim tuyến vào đó. Sau đó mình sẽ bỏ ống hút vào bên trong, rồi dán chặt băng dính lại. Dùng máy xấy tóc thổi qua một xíu. Vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ thổi qua ống hút để thổi phồng băng dính, giống hệt quả bóng bay. Vui quá đi mất thôi. Sang xuôi cả rồi. Alex, bắt lấy. Hả? Cái này ở đâu ra vậy? Có chuyện gì thế? Nhìn vào trong đi. Có gì đó ở bên trong. Hay quá đi mất. Một tờ giấy. Đúng rồi đấy. Tớ không hiểu gì cả. Tớ thích cậu. Quan. Thật đã. Tớ không biết đấy. Tớ cũng thích cậu. Lúc nào đi hẹn hò nhé? Tớ vẫn luôn mơ về giây phút này. Này Alex. Hai, xin gái nha. Cậu lúc nào cũng dẻo miệng lắm. Vậy cậu có gì cho tớ không? Gì cơ? Cái gì đó lãng mạn. Cậu nói gì tớ không hiểu. Cậu đang đùa tớ à? Hả? Ngày lễ tình nhân? Hôm nay à? Che mắt lại đi. Tớ rất thích bất ngờ. Không ổn rồi, nguy to. Phải thật nhanh mới được. Sunny rất thích hoa. Bó này đẹp đấy. Hả? Đơn giản như đan rổ. Sunny, Sunny. Khoan, nó không ổn. Đợi tớ một xíu nữa. Mệt dã man con ngàn. Mình sẽ mua kẹo cho cậu ấy. Nhìn có vẻ ngon. Tớ đang đến đây Sunny. Ok, tớ đã sẵn sàng. Bỏ tay ra đi. Chắc là cậu sẽ thích. Cậu là nhất. Chuyện đó mà còn phải nói à? Mẹ tớ đã nhầm về cậu. Hả? Thôi kệ đi. Tớ cũng có quà cho cậu nè. Tớ tự tay làm đấy nhé. Nó là biểu tượng tình yêu của tớ. Tặng cậu nè. Wow, không cần đâu mà. Món quà thật ý nghĩa. Ảnh của chúng mình. Cậu làm sao hay vậy? Để tớ nhớ lại đã. Tớ sẽ cắt một dải băng dính nano. Kích cỡ vừa đủ nè. Tớ cũng đã cắt 4 dải mỏng và ghép chúng lại với nhau. Tớ muốn làm một cái hộp. Sau đó tớ kéo giãn dải băng dính khác, rồi nhét nó vào trong hộp. Nhấn nó xuống như này. Tiếp theo tớ rắc kim tuyến lên trên, rồi lại dán băng dính lên đỉnh. Làm thêm một chiếc hộp nè. Vậy là có album ảnh mini chứa đựng mọi khoảnh khắc dễ thương của chúng mình. Tớ sẽ đặt cái này lên một hộp, rồi đặt hộp còn lại lên trên. Bây giờ tớ chỉ cần dán kín các cạnh. Phần này giống như bản lề, như vậy thôi. Thật là dễ dàng. Và bước cuối cùng là trang trí. Xúc động quá đi mất. Tớ đã tự hứa rằng sẽ không khóc. Bài kiểm tra quá khó. Ồ, biết rồi này. Mình chẳng nhớ cái gì cả.
gì chứ? Vì phải giữ bình tĩnh. Tiếng gì vậy? Ê Sunny. Gì? Sao thế? Phải, xin lỗi nha. Cảm ơn. Mình biết mà. Mình đã thức cả đêm để học. Nghiêm túc đấy hả? Này. Hả? Gì nữa? Tớ đang cố tập trung làm bài đấy. Ôi, sorry. Tại tớ lo lắng quá. Tớ không thể ngồi yên. Mình chỉ cần hít thở thật sâu, tìm nơi hạnh phúc của mình. Không, không hiệu quả. Bực mình quá đi mất. Quan, nhìn nó kìa. Mình có một ý hay. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ cần một mảnh băng dính nano, rồi cạo phấn lên đó. Chừng đó là đủ rồi. Tiếp theo mình sẽ đặt ống hút lên băng dính, rồi dán các rìa của băng dính vào nhau như này. Rồi lấy một cây kéo, mình sẽ cắt phần băng dính thừa. Rồi bật sấy nóng, để nó đóng kín lại. Bây giờ mình sẽ thổi vào ống hút, băng dính sẽ thổi phồng lên. Và trang trí thôi nào. Mình sẽ vẽ một khuôn mặt lên băng dính và vẽ thêm dây mắt. Dễ thương quá đi mất. Mình phải làm họa sĩ mới đúng. Bóng giảm căng thẳng đây. Jenny, đừng làm thế nữa. Tớ xin lỗi mà. Cầm thử đi nè. Wow, đúng thứ tớ đang cần. Cảm giác như căng thẳng đang dần tan biến. Cảm ơn cậu. Chỉ muốn giúp cậu thôi. Đó, làm xong rồi. Bye nhé. Thôi đó, biết ngay sẽ hiệu quả mà. Không biết bên trong cái gì. Tớ mở hộp được không? Đi mà. Wow, là điện thoại. Tớ đã không nghĩ là điện thoại của tớ. Tớ thích trò này. Tớ vui quá đi. Này, không công bằng. Trong này chắc phải còn món đồ khác chứ. Thất vọng tràn trề luôn. Chúc may mắn lên sao. Không thể cầm điện thoại thoải mái được. Gì thế này? Ê, tạm biệt luôn. Hả? Cái gì kia? Oh, wow. Xinh xỉu nè. Rõ là dai nè. Có bom để cái này không ta? Đã tay quá. Trông cũng hơi kinh khủng, nhưng mà mình thích. Không, không thể nào. Mình suýt thắng rồi. Không. Đáng sợ thế. Cho ngớ ngẩn. Mình chỉ muốn phá thứ gì đó. Chết này. Điên tiết lắm rồi. Dừng lại đi. Gabby, thử này. Gì đấy? Đưa xem nào. Hay ho phết đấy. Vừa mềm vừa dẻo. Chính ra mình lại thích con này. Cảm giác cơn giận đang dần tan biến. Nghịch con này cả ngày không chán. Thích lắm luôn. Bóp nào, thử đi. Thật à, ok. Tớ bóp đây. Đừng có chĩa vào tớ. Wow, vỡ thẳng mặt luôn. Ui, chỉ là tai nạn thôi nhé. Nhưng cô đoán rất ấn tượng phải không? Kinh chết được. Lần này chúng mình được gì nhỉ? Mình hãy mở cùng nhau nhé. Ba la. Hả? Thế thôi á? Một quả đậu. Trông là lạ. Wow, để nhìn gần hơn coi sao. Mình hiểu rồi, đây là đồ chơi thư giãn. Tuyệt vời không mà trời. Hạt đậu trồi lên khỏi vỏ nè. Nhìn nè Ashley. Hình như của tớ không phải đồ chơi. Tớ phải làm gì với cái này hả trời? Mà chờ một chút. Bonjour. Cái này thuộc về anh ạ. Mau đưa cho tôi. Wow, từ từ đã. Dừng lại. Xem cô làm gì rồi. Xin lỗi ạ. Hãy thưởng thức quả đậu. Phải làm gì bây giờ? Hay là mình dùng các hạt này nhỉ? Nhưng để làm gì? Xin chờ đủ nhỏ nhé. Khoan. Nghĩ ra rồi. Mình cần các hạt và vài sợi dây trơn. Mình luồn sợi dây qua lỗ ở trên hạt như thế này. Giờ thì trang trí hạt nè. Mình sẽ vẽ một khuôn mặt cười. Nhìn vui quá đi nè. Mình cắt một miếng vải cứng theo hình quả đậu.
Giờ mình dán dây chun vào bìa cứng. Mình muốn phủ kín các đầu, phải dán chặt chúng lại. Khi keo đã khô rồi, mình sẽ gập bìa cứng. Thử bóp xem sao nào. Nhìn xinh xỉu. Ai cần đồ chơi thư giãn đắt tiền chứ? Cái này cũng rất tuyệt. Mau xem nè. Wow, tớ thử được không? Tớ sẽ đổi. Ok, sao không chứ? Cảm ơn của cậu nè. Wow, chơi đã quá. Cậu thông minh thật, Ashley. Ôi, chán như con rắn. Wow, thật bất ngờ đó nha. Ngờ bá đạo luôn. Để xem bên trong có gì nào. Ôi trời ạ, giấy vệ sinh á? Gì chứ? Thôi cất đi để dùng chứ biết sao. Hoàng dùng nó làm kính viễn vọng. Giấy vệ sinh á? Này, có thể tớ không? Này, có gì buồn cười đâu. Cậu được gì vậy? Ừ ha, tớ quên xử mất. Mong là có đồ hay ho. À, gì thế này? Là đậu phộng. Tớ đã mong chờ thứ gì đó thú vị hơn cơ. Mình phải làm gì với đậu phộng cơ chứ? Ồ, mà chờ một chút. Có thêm một hạt đậu phộng nữa. Hấp dẫn đấy. Có một đường. Chắc ở đây chỉ có mình và cuộn giấy vệ sinh. Phải làm gì bây giờ? Kéo giấy giết thời gian vậy. Hả? Đậu phộng à? Sao trong ngũ cốc lại có đậu phộng? À ha, một manh mối nữa. Làm phiền xíu. Ashley, ai cho cậu ở đây chứ hả? Kết thúc đường rồi. Lấy cái này luôn. Cái này liệu có vui không ta? Cậu làm gì kỳ vậy? Chán dã man ấy. Tớ hiểu. Này, xem tớ lấy được gì nè. Gốc cây mini à? Tớ chả hiểu gì cả. Cái này để làm gì? Wow, không đây nào. Có thấy chứ? Tớ ghen tị quá. Tớ chỉ có mỗi cái ống ghế vệ sinh này. Khoan đã. Tớ biết phải làm gì rồi. Tớ có một dải giấy nhỏ nè. Tớ sẽ cuộn ống giấy bên trong nó, rồi dán các đầu lại với nhau. Giờ tớ sẽ vẽ hoa văn lên giấy. Tớ muốn nó trông giống gốc cây. Nhìn ok đấy. Giờ tớ sẽ nhét quả bóng bay vào trong ống. Tớ sẽ kéo đầu nhỏ quả bóng qua. Bóng vừa như in luôn nè. Tiếp theo tớ dán vài cánh tay bằng giấy vào bóng bay. Thế này thôi. Tớ sẽ vẽ khuôn mặt lên quả bóng. Cẩn thận không làm nổ nha. Giờ thì bóp cái ống thôi nào. Như tớ đang tưởng tượng. Nhìn mà xem. Nó đang trồi lên này. Cậu thấy sao nào Ashley? Đỉnh của chớp. Đây là những người bạn nhỏ của chúng mình. Dễ cưng lắm luôn á. Tớ tưởng cậu giỏi chơi trò này. Wow, hộp quà bất ngờ không bao giờ chán. Tớ mở của tớ nhé. Mở đi. Bóng bay. Quá trời bóng bay đầy màu sắc. Sao họ không thổi sẵn cơ chứ? Mở của cậu đi. Ok. Tớ thích bất ngờ lắm. Wow, úi là trời. Đây là gì? Có cả ô tô đồ chơi. Để làm gì ta? Còn hơn là bóng bay đó. Mình sẽ bắt đầu thổi bóng. Chắc sẽ lâu lắm đây. Để thử lại quả khác. Bóng này sao vậy trời? Vận may lần thứ ba. Này, tớ thổi được rồi. Phải tiếp tục thổi mạnh. Không. Tớ phát mệt về bóng bay. Cho cậu cả đấy. Không biết cái này có chức năng gì. Bóng của Gabby. Khoan, không biết là... Mình hiểu vấn đề rồi. Mình sẽ gắn ô tô vào con lợn. Sau đó mình sẽ lồng bóng bay vào vòi này. Vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ bơm bóng. Hiệu quả này. Mình sẽ nhấn cái nút này. Ô tô đang di chuyển. Bất ngờ quá đi. Wow, bá đạo đấy. Hả? Tiếng gì vậy ta? Ô là la. Thông minh thật đó.
Tớ mới nghĩ ra ý này. Bắt tay vào việc nào. Tớ sẽ cắt các lỗ trên tấm bìa cứng này. Tớ sẽ thổi một quả bóng bay hồng. Và tớ sẽ ấn quả bóng qua lỗ. Tớ làm tương tự với bóng bay có nhiều màu khác. Tớ muốn bóng bay cùng màu với các hàng giấy. Các lỗ đều có bóng. Wow, giống như Simple Dimple khổng lồ vậy. Tớ chỉ cần nhấn bóng bay thôi. Cảm giác đã quá. Ashley, xem tớ làm gì nè. Hả? Wow, trông hay đó. Thấy không, bóng bay đâu có tệ. Chuối tuyệt vời đến mức nào chứ? Đầy đủ các chất dinh dưỡng. À, ngon thật luôn á. Hả? Mình không thể cùng lúc cầm mọi thứ. Đấy, thế này mới chuẩn nè. Cuộc sống dễ dàng hơn bao nhiêu. Cụm ly. Chà, mình có một ý tưởng. Mình sẽ đặt bàn tay và quả chuối này vào khuôn cao su. Sau đó mình sẽ đổ xi măng vào. Khi đã cứng, mình sẽ lật ngược lại. Phần vui là đây, mình sẽ tách khuôn ra. Đã tài quá. Nhìn mà xem. Mình sẽ dùng dao cạo sơn để cạo khuôn ra. Giờ thì mình sẽ sơn bức tượng. Mình sẽ chọn màu hồng và xanh dương. Rồi mình sẽ đợi cho đến khi sơn khô. Vậy là mình đã có giá đỡ chuối hoàn hảo. Phải bóc chuối ra cái đã. Thật là tiện lợi. Thật thông minh phải không? Ngon tuyệt cú mèo. Mình thích dùng kim tuyến. Cảm thấy cuộc đời lấp lánh hơn hẳn. Và ai không muốn kim tuyến chứ? Đủ rồi này. Giờ mình sẽ đổ chút nhựa lên trên. Cái này chắc chắn sẽ rất đẹp. Ý tưởng đỉnh của Chop luôn này. Cẩn thận Sunny. Em biết em đang làm gì mà. Nhưng chị đang làm gì đấy? Chị sáng tạo nghệ thuật. Thôi phán đi. Đổ kỳ cục. Sao cũng được. Thôi em lượn đây. Không. Cứu em. Em đang bị đám kẹo tấn công. Thôi từ giờ mình không thèm trượt ván nữa. Ừ, cưng nghĩ thế là phải đấy. Ủa, nhìn em làm gì này, hỏng mất rồi. Trừ khi... mình có một ý tưởng. Mình sẽ tạo một lỗ lớn trong khuôn cao su, rồi đổ nhựa epoxy trong suốt vào. Trước đó, mình phải lau sạch bề mặt này, để tránh mảnh vụn lẫn vào nhựa ấy mà. Và mình muốn có một lớp thật đều. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác thật thư giãn. Ok, vậy là đủ lượng nhựa rồi. Giờ mình sẽ nhả các viên kẹo vào. Rồi, đổ thêm nhựa lên trên. Mình sẽ đổ sao cho phủ kín toàn bộ kẹo trên lớp đầu tiên. Khi đã xong, mình sẽ để nó cứng lại. Đã đến lúc gỡ khuôn ra rồi. Giờ mình sẽ gắn trục ván và bánh xe vào. Dĩ nhiên là chúng trong suốt. Vậy là mình đã có ván trượt tự chế. Trông thật ngọt ngào phải không? Bạn đã bao giờ thấy thứ gì thế này chưa? Nhìn mà thấy thèm ghê này. Thích quá cơ. Sunny ơi, xem đi này. Chị tặng cho cưng đấy. Dạ. Thật đó chị. Cho em. Thật sao? Tuyệt vời ông mặt trời. Hình như là Grace. Này, vào nhà đi. Cậu cứ tự nhiên nhé. Cậu sống ở đây á? Khiếp. Ok, tớ sẽ lờ đi. Suýt thì quên mất, tớ có vòng tay mới này. Tặng cho cậu một chiếc này. Cưng à, nếu không phải vàng thì tớ không hứng thú. Đó, tớ còn phải giữ thanh danh chứ. Cậu xem, vòng tay đó còn chẳng có kim cương. Ok, không sao cả. Mình đi vào phòng bếp nhá. Cậu thấy thế nào? Nó quá nhỏ. Cậu có muốn ăn kẹo mút không? Cậu nên ăn cái nào ta? Cầm lấy này. Đây mới đúng là kẹo mút. Đúng là xấu hổ quá. Ra đây ngồi. Không rộng lắm. Nhưng ấm cúng mà. Phòng quản gia nhà tớ còn đẹp hơn. Khoan, tớ biết. Cậu có muốn chơi với Poppit không? Cậu gọi đó là Poppit á? Xem đây này, bố tớ đã đặt làm riêng cho tớ đấy. Sao tớ phải cố gắng chứ? Tớ cũng thường hỏi câu đó. Đây là phòng tắm nhé. Chả hiểu sao tớ làm thế này nữa. Mà chờ một chút. Phòng cổ đó khiến mình nghĩ ra một ý. Chắc là hiệu quả đấy. Đợi tớ một chút. Mình lấy một khuôn hình bệ bồn cầu. Đừng lo, nó sạch mà. Mình đặt dây đèn led lên. Rồi rắc thêm vụn lá vàng nữa. Mình sẽ rắc thêm cái khuôn này. Sau đó mình sẽ đổ nhựa trong suốt lên. Cứ đổ đến khi nào phủ kín mọi thứ nhé.
mình sẽ đổ đầy đến rìa luôn. Cứ thong thả thôi, mình không muốn làm hỏng nó đâu. Khi đã cứng lại, mình sẽ tách nó ra khỏi khuôn. Nhìn đẹp quá đi. Việc cuối cùng cần làm là ghép lại. Vào xem phòng tắm đi này, chắc cậu sẽ thích đấy. Có gì khiến cậu chú ý không? Chả biết nữa. Khoan, có phải bệ bồn cầu bằng vàng không? Khoan đã, còn nữa, nó phát sáng. Đẹp phải không nào? Bravo, đỉnh của chóp. Vậy là dọn dẹp xong rồi. Chị Grace, xem em có gì này. Em cứ mong là mình có thể cùng ngắm sao. Đi nào, sẽ vui lắm. Ý tưởng hay đấy, chị thích thiên văn học. Đi thôi. Nóng lòng quá. Biết đâu mình sẽ nhìn thấy người ngoài hành tinh. Chắc là mình sẽ chẳng thấy cái mô tê gì. Chả, ngoài những đám mây xám xịt. Em có xem dự báo thời tiết không vậy? Bực mình quá đi mất. Chị chẳng bao giờ có gì hay ho. Mày ngớ ngẩn. Em xin lỗi Grace. Thôi vào trong nhà đi. Chờ em nữa. Giờ chúng mình phải làm gì đây? Em cạn ý tưởng rồi. Chắc là lại một đêm nhàm chán nữa thôi. Khoan đã. Nhìn dây đèn kìa. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Các bạn sẽ thích cho coi. Đầu tiên mình cần một cục đất nặng nhỏ hình tròn. Mình sẽ cán mỏng nó ra, y như nướng bánh vậy. Giờ mình sẽ cần khuôn cắt bánh quy ngôi sao và cắt bột hình ngôi sao. Bóc đất nặn thừa đi thôi. Làm thế này dễ hơn nhiều này. Sau đó mình nhẹ nhàng nhấc khuôn cắt bánh quy lên. Tiếp theo mình cần một chiếc ống hút. Mình sẽ dùng nó đục lỗ trên đất nặn. Mình sẽ đục một lỗ nữa, đúng như thứ mình muốn rồi. Mình sẽ luồn đèn qua các lỗ, làm tương tự với nhiều sao hơn, cho đến khi mình có một dây đèn. Chị thấy thế nào? Đỉnh, đẹp lắm luôn. Em sẽ treo phía trên lò sưởi, dễ thương quá đi. Nhanh, mau tắt đèn đi. Cảm giác giống như ở dưới bầu trời sao và chẳng có đám mây nào che khuất. Lung linh quá kìa, không tin được em khéo tay vậy. Và một cốc cacao nóng, quá hợp tâm trạng luôn. Ôi trời ơi, cuốn sách này hấp dẫn quá, không thể rời mắt nổi. Chà, em sẽ đi mua sắm. Mình có thẻ tín dụng để mua thả ga. Gặp chị sau nhá, bye. Đi vui nhá. Có tin nhắn. Là Kevin nhắn. Tối nay bỗng trở nên tuyệt vời hơn biết bao. Thật không thể tin nổi. Lấy chìa khóa nào. Khoan, rõ ràng chìa khóa ở đây mà. Ôi không, không ổn rồi. Mà chờ một chút. Sunny. Phù, mệt ghê này. Sao thế? Sao chị lại nhìn em đằng đằng sát khí thế? Em lấy chìa khóa của chị. Đưa đây. Hả? Chìa này ấy hả? Này của em mà. Em nghĩ thế hả? Chắc tại em biết mình suốt ngày làm mất chìa khóa. Nhớ lại tuần trước đi xem đúng không? Của em à? Nghiêm túc đấy hả Sunny? Em đã tìm hoài đó. Cái quái. Ra là ở đây. Có nhớ không? Không. Em có thể chứng minh đây là của em. Đây chỉ là nhầm lẫn nhỏ nhỏ thôi. Lẽ ra chị đã có thể đi chơi với Kevin. Chuyện này suốt ngày xảy ra, phải khắc phục mới được. Và mình đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Mình có một khuôn hình trái tim. Mình sẽ đặt chìa khóa vào đó, rồi đổ nhựa màu đỏ vào khuôn. Nó chứa sẵn kim tuyến rồi, rất đẹp và lung linh. Có vẻ cứng lại rồi, mình sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Chà, nhìn mà xem, đẹp ơi là đẹp. Rõ là đáng yêu. Chưa gì mình đã thấy lãng mạn rồi. Mua. Ước gì mình nghĩ ra cách này sớm hơn. Mình sẽ đặt ngay đây. Giờ thì khỏi lo nhầm lẫn chìa khóa nữa. Em đi ra ngoài đây. Khoan, không phải của mình. Nhưng mình đã bỏ đâu chứ? Khoan đã. Ở đây này. May mắn thật đấy. Bye. Ha, biết ngay sẽ hiệu quả. Đừng hỏng đi nữa nhá. Đến lúc lột xác cho đôi giày này rồi. Trước tiên mình sẽ cắt một hình chữ nhật nhỏ ở đế. Tiếp theo cần một hộp diêm. Mình sẽ đổ hết ra, sau đó cắt làm đôi. Mình chỉ cần miếng này. Bôi keo xung quanh rìa. Mình sẽ dán vải cắt từ giày lên và thêm hà trang trí. Nó sẽ là một ngăn nhỏ. Mình sẽ đổ đầy kẹo vào. Món mình thích nhất. Giờ mình sẽ để lại vào chiếc giày.
Tuyệt vời! Giờ mang vào nhé! Hy vọng có tác dụng! Chào cô! Cô phải kiểm tra kẹo! Em biết quy định mà! Máy quét kẹo này chưa bao giờ làm mình thất vọng! Cô nghĩ em ổn! Cái này có an toàn không vậy? Đó là kẹo sao? Ok! Cô nghĩ em có thể vào lớp! Nãy giờ vui kìa! Cảm ơn! Cảm ơn! Vào được rồi! Hãy nói là chỉ có kẹo đi! Ôi! Chào các căng! Kẹo! Cứ tự nhiên nhé! Cho em! Vui quá! Cảm ơn Mia! Chị thật tuyệt vời! Các em dễ thương quá! Ngon ghê! Không có máy quét như mày là không được đâu! Mày khiến tao rất vui! Chúng ta là một đội ăn ý! Ôi! Quên mất quy định không được mang theo kẹo! Đợi đã! Mình có ý này! Cái áo này cần ít phụ kiện! Wow! Nhìn này! Xanh điệu ghê! Dê tua rua kẹo! Không cần cái này! Làm việc thôi! Có rắc rối rồi! Em vào lớp được không? Đưa hai tay lên! Nhất thiết phải làm vậy sao? Được rồi! Làm đi! Máy quét này sẽ tiết lộ tất cả! Thú vị đấy! Nó phát hiện ra gì đó? Cứ như là có kẹo ở gần đây vậy! Suýt nữa thì tiêu! Hả? Cô ấy đâu rồi? Biết ngay mà! Kẹo! Được rồi! Cô đã phát hiện ra! Mình ghét kẹo! Rõ ràng là thế! Cái áo này bị tịch thu! Thật bất công! Đưa nó đây! Cô rất thất vọng về em! Mình có ít kẹo! Mình sẽ để nó chung với đống đồ cấm! Con bé đi rồi đúng không? Kỳ lạ ghê! Mình có một kế hoạch lớn với chiếc giày này! Mình sẽ dùng keo ăn được ở bước này! Sau đó dán các miếng kẹo vào! Như này! Cứ dán xung quanh giày luôn! Sặc sỡ quá! Giờ cắt phần thừa đi! Mình muốn nó trông thật đẹp! Tuyệt vời! Được rồi đấy! Thử lại lần nữa nhé! Ê! Em quay lại rồi ạ! Đừng đến gần lén lút như thế! Mình nghĩ mình đã ăn quá nhiều bánh quy! Cô không sao chứ? Cô thấy không ổn lắm! Đợi chút! Chắc khó chịu lắm! Đừng quên xả nước nhé! Bye! Dễ hơn mình nghĩ! Chúc may mắn lần sau nhé! Hôm nay yên tĩnh quá! Hey! Chào cô! Em rất hào hứng với tiết học hôm nay! Hy vọng sẽ thú vị! Em vào được không? Em không giấu kẹo được chứ? Có này! Để em giải thích! Đưa nó đây! Ngay lập tức! Cứ nghĩ sẽ được chứ! Đợi đã! Mình có ý này! Em đi đây! Ê! Chưa xong mà! Mình sẽ lấy chiếc dép này! Và mình có 3 sợi kẹo! Mình sẽ để sợi kẹo dưới dây đây này! Giờ cuốn quanh nó! Phải làm thật chặt và đẹp! Nhìn đẹp đấy! Mình muốn che hết sợi đai luôn! Như này! Giờ đến bước khó nè! Mình sẽ dùng nhíp để nhét một sợi kẹo dưới đai! Làm tương tự với bên kia! Đây sẽ là dây đai cho chân mình! Mình nghĩ xong rồi đấy! Mang vào thôi! Khá là dễ chịu! Và thời trang! Xin lỗi cô với lúc nãy nhé! Cô hơi đáng sợ! Bỏ mũ ra! Vâng ạ! Chỉ là chiếc mũ bình thường thôi! Cô cảm thấy em đang giấu gì đó! Đợi đã! Đôi gì đó! Giống đôi của cô ghê! Chúng ta có giày đôi! Chúng ta sinh đôi! Ai kia cũng có gu đấy! Em tử tế quá! Em còn chờ gì nữa? Vào đi! Thank you. Ê! Em kia! Đó là cạo mút phải không? Kẹo ngọt! Ngon quá đi mất! Chào cô! Ôi không! Không như em thấy đâu! Cô đang ăn kẹo hả? Không! Chỉ đang minh họa việc không được làm thôi! Làm như cô thích ăn kẹo vậy! Sao ạ? Kéo áo lên! Xong ngay! Em nghĩ nó kẹt rồi! Kéo không lên! Đợi đã! Đó là kẹo sao? Mình quên mất! Nhìn bảng quyết định nè! Cấm mang kẹo! Cô rất nghiêm túc với công việc này đấy! Mình muộn học rồi! Tránh đường! Wow! Té! Không!
vòng tay của mình. Cậu làm gì thế? Tôi xin lỗi, gặp cậu sau nha. Tất cả là lỗi của em. Mình đã đợi nãy giờ. Đợi đã, biết rồi. Em biết cách xử lý rồi, em quay lại ngay. Mình cần một đôi giày thể thao sạch. Mình sẽ gỡ dây giày ra, rồi xỏ dây qua kẹo, sau đó buộc lại vào đôi giày. Mình sẽ làm với tất cả dây giày, không được quên chiếc giày còn lại. Xong rồi. Trông đẹp đấy. Chúng ta lại gặp nhau. Đưa cô xem tay của em. Không có kẹo ở đây đâu. Để xem máy quét nói gì nhé. Đợi đã. Không được. Chuyện này thường không xảy ra. Có vấn đề gì ạ? Vào lớp đi. Em cũng hy vọng cô sẽ nói thế. Mày quét tội nghiệp, đừng lo, tao sẽ sửa mày. Chúng ta có quá nhiều kẹo phải tìm. Em làm được mà. Hồi hộp chết mất. Hy vọng là đúng. Mình đã cố hết sức. Làm đúng không nhở? Chắc sai rồi đúng không? Tự nhiên làm chi không biết. Khó quá mà. Nhìn vào học hỏi nè. Cậu chỉ cần làm vậy thôi. Ta-da! Tớ biết, tớ là thiên tài mà. Sao có thể, không tin được. Woohoo! Tự do rồi. Cậu thấy mặt giáo viên không? Không tin được là Kevin lại để đệm mông hài hước lên ghế của cô. Cậu thích Kevin nè nè. Hey, đừng có nắm tóc tớ. Thôi đi. Tớ phải cho cậu xem cái này. Đây là bạn mới của tớ. Nhìn muốn ôm quá. Nhưng xem nè. Hả? Teddy bị sao vậy nè? Ồ không, bút của tớ bị chảy mực. Không hay rồi. Mẹ sẽ giận cho xem. Đưa cho mẹ. Mẹ rất thất vọng. Đủ rồi, ra khỏi nhà đi. Con khiến gia đình thật xấu hổ. Mình phải đi đâu đây? Đây là cuộc sống mới của mình. Mình thành dân du mục rồi. Chỉ có mình và con đường thanh thang. Và một con gấu khổng lồ. Chắc nó muốn ôm. Chắc không đâu. Không thể để chuyện đó xảy ra. Mình không muốn bị gấu ăn thịt. Tớ nghĩ ra ý này. Tớ sẽ xịt keo lên hộp khoai tây chiên. Tớ muốn làm một cái khung. Tớ sẽ làm hết và chỉ để lại một khoảng trống nhỏ. Tiếp theo dán dây kéo lên khung. Hộp đựng bút mới của cậu nè. Cho tớ sao? Đẹp quá. Wow, phải dùng ngay mới được. Bút của tớ đâu? Vừa y luôn. Mickey cậu là nhất. Chứ gì nữa? Khiêm tốn đi. Cả lớp chú ý, hôm nay là ngày kiểm tra và cô đã làm nó rất khó đấy. Ok, đây là câu hỏi đầu tiên. Đâu là dung dịch kiềm? Ống này hay ống này? Em biết. Là ống màu xanh ạ. Em nghĩ sao Stacy? Em đồng ý không? Em không biết. Chúng ta học rồi mà, em phải biết chứ. Nhìn bừa bộn quá. Em cần phải... ok. Thử một câu khác nhá. Đây là ai? Câu này em cũng biết. Đó là người đàn ông có mái tóc ngộ nghĩnh. Ý là về mặt lý thuyết thì em đúng. Cô ấy giỏi quá. Cái gì đây? Em không biết. Em biết. Đó là cách dùng trong phòng thí nghiệm. Em trả lời đúng liên tục đấy Mickey. Cảm ơn cô. Ai giải được câu này? Khó đấy. Không tìm được. Bẩn quá đi mất. Nhớ phải dùng. Đợi đã. Các em cũng thấy đúng không? Kệ đi. Các em có 4 lựa chọn. Câu này khó quá. Không khó với mình. Sao cậu ấy biết hết các câu trả lời vậy? Ý là cậu ấy không thể thông minh thế được. Cô ấn tượng đấy Mickey. Chắc hẳn cậu ấy đang gian lận. Tớ giúp nhá. Ai đó viết nguệch ngoạc trên mạng vậy? Mình sẽ làm nó trông sạch như mới. Hey, bà làm gì vậy? Thôi đi. Bỏ khăn lau của tôi ra. Tôi nghiêm túc đây. Wow. Đây là cơ hội của mình. Chỉ cần chút trợ giúp. Mình thích công nghệ. Tới đâu rồi nhỉ? Stacy, em đang quay cóp sao? Em á, không đời nào.
Ok. Stacy, đưa điện thoại cho tớ. Nhanh lên, trước khi cô thấy. Cảm ơn. Đây là câu hỏi tiếp theo. Mình biết giúp thế nào rồi. Mình sẽ quét keo dọc theo rìa của ốp lưng, rồi làm một đường keo nữa ngay bên cạnh. Sau đó dán bút chì lên. Mình sẽ làm tương tự khắp ốp điện thoại. Mình muốn che điện thoại đi. Đây là giải pháp cho tất cả các vấn đề của cậu. Ok, ai nghĩ mình có thể trả lời câu này? Mickey, cái gì vậy? Hả? Cái này à? Chỉ là bút chì của em thôi. Ok, được rồi. Này, cầm lấy. Wow, cảm ơn cậu. Để nó ở đây. Mình sẽ có tất cả các câu trả lời trong tầm tay. Thôi nào, cô không rảnh cả ngày đâu. Câu nào? Tuyệt quá. Em biết rồi. Câu đó ạ. Tốt lắm. Cảm ơn Mickey. Các em đã chuẩn bị cho bài kiểm tra rồi nhờ. Miễn là có sách giáo khoa thì sẽ ổn thôi. Các bạn thử nước ngọt này chưa? Ý là ngon tuyệt luôn. Mình nghĩ mình đã sẵn sàng. Mình đã học hết rồi. Chỉ cần bình tĩnh thôi. Để đầu óc thoải mái. Và điểm A sẽ là của mình. Phải mua thêm nước ngọt mới được. Nào cả lớp, đây là bài kiểm tra. Cái gì đến phải đến rồi. Thời gian bắt đầu. Làm bài thôi. Mừng là có thể dùng sách. Như vậy sẽ dễ hơn. Nó đâu nhỉ? Chỉ ở đâu đó trong này thôi. Đến lúc rồi, làm thôi. Sẽ dễ như ăn bánh ấy mà. Không cần căng thẳng đâu. Thời gian đang trôi qua. Không tìm thấy. Quá dễ luôn. Tiếp theo là gì đây? Ở trong này nóng lên hay sao vậy? Không ổn rồi. Tôi nghĩ cậu đã chuẩn bị rồi. Tôi đang cố tập trung. Các em phải nhanh lên. Cát trong đồng hồ đang chảy này. Sắp hết giờ rồi, các em làm cho xong đi. Chắc chắn mình sẽ đậu. Ow. Hey, có ý tưởng gì lớn sao? Cậu đập sách vào đầu tớ. Đau đấy. Đợi đã, mình biết phải làm gì rồi. Nó sẽ ngăn Mickey đập sách vào đầu mình. Mình sẽ để một số ống hút nhiều màu lên giấy cách nhiệt. Giờ mình sẽ ủi qua tờ giấy. Như vậy sẽ làm ống hút chảy ra, nhưng không bị cháy. Giờ mình sẽ đục một lỗ ở đầu. Rồi luôn chỉ qua lỗ đó và thắt nút lại. Cái này sẽ giúp Mickey. Hey! Gì vậy? Wow! Tuyệt quá! Như này rất dễ để tìm thấy đáp án. Đúng là thứ mình cần. Nào, hết giờ rồi. Nộp bài đi các em. Mình làm được rồi. Đúng là nhẹ nhõm. Woohoo! Yeah, là mình đây. Các bạn sẽ làm được. Ra ra. Cả nhóm cố lên. Woo! Cảm ơn. Mọi người tốt quá. Mình luôn có thời gian cho fan. Nhớ là mình chỉ nhận tiền mặt hoặc vàng nhé. Giờ đi đi. Làm người cổ vũ khó lắm đấy. Nhưng trông xinh đẹp thì quá dễ đối với mình. Tuy nhiên cần trang điểm lại một chút. Chào Stacy, chào tớ xin chữ ý ký nhá. Tớ là fan cứng của cậu đấy. Cậu có thể ghi tặng bạn thân Mickey được không? Cậu có gì trên tóc nè? Sao nó ở đó được vậy? Yuck. Ôi trời, xấu hổ quá. Stacy, tớ xin lỗi. Đợi đã, mình có ý này. Mình sẽ để vào bút chì cho một cái khuôn trái tim. Thêm ít nữa. Sau đó đổ epoxy resin trong suốt vào. Giờ đợi cho nó cứng lại. Có thể lấy nó ra khỏi khuôn rồi. Tiếp theo mình cần móc hoa tai. Và mình đã có trang sức tùy chỉnh. Wow, xinh quá. Stacy, quay lại đây. Tôi có cái này cho cậu nè. Hoa tai á, cho tớ sao? Wow, thích quá. Trùng hợp với màu mắt của cậu. Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện lột xác chưa? Chuyện gì vậy? Mình thấy như được sống lại. Và nhức đầu. Nào đi chơi nhé, đợi chút. Tốt hơn nhiều rồi. Wow, mọi thứ mờ ảo quá. Ouch. Ups, là lỗi của tớ. Nào, tớ giúp cậu đứng dậy. Đứng lại đó, không được đem đồ ăn thức uống vào lớp. Được rồi, dạ đây thầy. Được rồi, vào lớp đi.
Ôi không, thầy đang tịch thu đồ ăn, mình phải đi thôi. Đợi đã, thầy thấy em rồi nhá. Em biết luật mà, không được đem theo đồ ăn thức uống vào. À, toàn đồ ăn ngon, phí quá đi. Đợi đã, lấy hết đồ trong ba lô ra nữa. Thật là kinh khủng. Không, em chưa xong đâu. Được thôi, đây là tất cả những gì có trong túi em. Để xem nào. Thầy không biết trong miệng em có gì vậy. Được rồi, có vẻ như em có thể vào lớp. Thầy thu gần hết rồi, nhưng mình còn kẹo dẻo hình cái lưỡi. Ngon quá. Đến lúc ăn vụng một chút rồi. Này, em nghĩ em đang làm gì thế hả? À, mình đói quá, mình cần phải ăn gì đó. Mình vừa nghĩ ra ý này. Mình có tin nhắn, là Zoe gửi. Được rồi, Brian đến giải cứu đấy. Hy vọng cậu ấy sẽ mang thứ gì đó thật ngon. Xin lỗi, tôi là thợ sửa ống nước. Ôi trời, cậu ấy hóa trang luôn. Chúng tôi đang học giữa chừng cơ mà. Còn tôi thì đang cố gắng sửa chữa đây này. Có lẽ tôi sẽ bày đồ đạc ra đây. Nhìn đống kẹo cậu ấy giấu cho mình này. Sẽ ngon lắm đây. Đến lúc ăn rồi. Có vẻ như cái bàn này cần sửa chữa. May là tôi luôn mang theo cây búa đáng tin cậy này. Thật là kỳ lạ. Cậu ấy vừa cắn một miếng dụng cụ sao? Hả? Mình đã nhìn thấy như vậy mà. Được rồi, cái bàn này đã sửa xong. Chắc là tôi xong việc ở đây rồi. Rất vui vì tôi có thể giúp. Học tiếp vui vẻ nhé. Thật là một gã kỳ quặc. Mình biết là có cái gì đáng ngờ xảy ra mà. Wow, bài viết này thú vị quá. Mình lỡ ăn luôn mấy cái lá rồi. Ghê quá, đầy trong miệng luôn. À, và cả trên tay mình nữa. Brian có ống hút trong ly nước. À, có vẻ thứ đó hiệu quả đấy. Ống hút này sẽ giải quyết rắc rối của mình với quả dâu. Mình sẽ cắm nó vào ngay giữa quả dâu và phần lá sẽ được đẩy ra. Giờ thì nó trông quá hoàn hảo luôn. Không còn lá nữa. Cảm ơn ống hút nhé. Giờ thì ăn dâu tiếp thôi. Ê, cái gì đây? Gì vậy Zoe? Sao trong ống hút của tớ lại có lá? Xin lỗi nhé. Ăn dâu không nào? Thôi cũng được. Cũng ngon đấy. Bài tập này nặng quá. Con đang làm gì vậy? Uống nước này đi. Này, thôi cho con nít đó đi. Mẹ đã nói là không được uống nước ngọt cơ mà. Không được uống nước ngọt. Mẹ thật là khó tính. Này, mình vừa có ý này rất hay. Chai xịt. Chỉ cần vặn nắp ra. Giờ hãy dùng phễu và món nước ngọt yêu thích của mình. Đổ vào phễu và vào chai. Hãy chắc chắn là đổ đầy chai luôn nhé. Thế là xong. Giờ thì vặn nắp lại nào. Vặn chặt vào để nó không chảy ra. Mình đã xong, có thể dùng được rồi. Đúng rồi, dùng nước hoa cũng tốt đấy, Brian. Không, dừng lại, đừng xịt vào miệng.
Ew, chắc là vị kinh lắm. Bạn biết gì không, xịt thì mất nhiều thời gian lắm. Ôi trời ơi. Wow, mình phải đánh thức mẹ dậy mới được. Hả, kỳ lạ thật. Sao cái xịt này ngon ghê. Chà, nếu vậy thì mọi chuyện vẫn ổn đấy. Này, Zoe nhớ ngày sinh nhật của mình. Ngạc nhiên chưa? Chúng tôi có mặt vào ngày sinh nhật của cậu này. Chúc mừng sinh nhật. Này, thổi nến và ước đi. Yeah, ăn bánh sao nào. À, đúng rồi, hình như tôi có mang theo dao. À, hay... Chắc là tớ quên mất rồi. À, giờ thì làm sao cắt bánh đây? Này, sợi chỉ trên áo cậu. Này, đợi đã, tin tớ đi. Sợi chỉ này sẽ là dụng cụ cắt bánh chuyên nghiệp đấy. Mình sẽ kéo thật đẹp và căng rồi cắt xuống miếng bánh. Mình có thể dùng nó để cắt tất cả. Xong rồi, đã đến lúc phục vụ món bánh sinh nhật ngon tuyệt. Wow, tuyệt quá Zoe. Bánh cũng ngon tuyệt nữa. Chúc mừng sinh nhật Brian, cậu xứng đáng mà. Nhà hàng này có món mì ý ngon nhất quả đất. Tớ rất muốn cậu thử nó. Tớ không tin nổi là mình chưa bao giờ đến đây. À, này, anh ơi. Xin chào. Họ tăng giá các món ăn sao? Chảy nước tới 15 đô á. Wow. À, cho tôi một ly nước. Một chút xíu rồi nha. À, được thôi, thưa ngài. Một ly nước. Đặt quá đúng không? Thật quá xử. Bụng mình réo ôm sùm rồi. Chúng ta đi chỗ khác được chứ? Tôi không muốn gây sự chú ý đâu. Tôi có vài thứ trong cà vạt này. Dần nhé. Hy vọng là cậu thích kẹo. Wow. Oh, chưa hết đâu. Món tớ thích nhất. Tôi cảm thấy chuyện này còn nữa này. Tớ biết mà. Bây giờ là món cuối cùng. Xem món tuyệt vời này đi. Và có thể còn vài thứ lẫn ở đâu đó. Đúng vậy, tớ biết mà. Kẹo cho bữa tối. Cảm ơn cậu rất nhiều. Và nó không tốn một xu. Đôi hoa tai này rất vintage và có 102. Và nó rất hợp với khuôn mặt của cô đấy. Ôi trời, được được, tôi rất muốn mua nó. Hay da, tốt, mình đã ở đây và sẵn sàng ăn trộm đồ rồi. Ôi không, báo động, có kẻ đột nhập vào phòng. Không thể chịu nổi. À, chạy đi. Có vẻ như không có ai. Đến lúc hành động rồi. Được rồi, nghe này, cậu xử lý cái hộp trong khi tớ lấy đồ nhé. Không được đâu, chúng ta sẽ cùng xử lý cái hộp. Sẵn sàng chưa, bắt đầu. Cậu có tin là dễ vậy không nào? Cực kỳ hiệu quả luôn. Oh yeah, và giờ là lúc cướp hết tất cả các món đồ ở đây. Cậu ok chứ? Tốt, tớ xong rồi, tuyệt vời. Hey, đừng quên ở bên kia nhé. Nếu nó bỏ vừa túi của cậu thì nhớ lấy nó luôn nhé. Chuyển thôi. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này bị cướp và bọn chúng lấy hết mọi thứ rồi. Có vẻ như... Yep, ngay cả những món đồ trưng bày và đôi hoa tai của mình nữa. Đợi đã, mình biết rồi. Mình sẽ bắt đầu với việc đặt những miếng đất sét polymer này chồng lên nhau. Mình cũng muốn có nhiều màu sắc nữa. Ok, giờ mình sẽ dùng cái ly này và lăn nó trên đất sét. Mình muốn nó hoạt động như con lăn và ép những miếng này lại với nhau. Tốt rồi, giờ mình sẽ dùng dụng cụ nhỏ và thú vị này để bắt đầu cắt. Mình sẽ rạch một đường thẳng. Mình muốn có những miếng đất sét dài. Nhìn hiệu ứng cầu vồng đẹp mắt này, thích quá. Nhưng chưa xong đâu, đến lúc lại cần cái ly con lăn rồi. Và bạn biết như vậy nghĩa là gì rồi đấy. Đúng vậy, lăn tiếp nào. Bước tiếp theo cần dụng cụ cắt bánh quy. Mình sẽ dùng ngôi sao nhỏ này để cắt những hình dễ thương. Xong xuôi, giờ để mình lấy cái này ra nhé. Ôi trời, ngôi sao nhỏ màu cầu vồng, đẹp quá đúng không? Mình sẽ gắn thêm móc để biến nó thành hoa tai. Và giờ nó đã sẵn sàng để đeo rồi. Lên đồ thôi.
Mình thích cách nó đung đưa ở độ cao vừa phải. Ôi, có vẻ như chúng ta đã quên gì đó ở đây. Đừng để ý tôi nhé. Oh wow, đẹp quá. Hẹn gặp lại. Mình chắc chắn sẽ thắng ván game này. Không ai có thể cản mình. Mình không hiểu gì cả. Nó có ý nghĩa gì vậy? Yay, tìm thấy đường tới cổng ngục tối tiếp theo rồi. Giờ tiếp nhiên liệu thôi. Sao cậu ấy lại thích trò này nhỉ? Mình không hiểu. Hả? Hay, cái này có nghĩa là gì vậy? Để tớ kiểm tra xem nào. Không có gì, chỉ cần nhấn escape thôi. Vậy là xong. Cảm ơn cậu, nhưng nó cứ chạy mãi không biết đến bao giờ. Miếng sandwich này nhìn ngon nhỉ? Có rất nhiều lớp. Cậu ấy chỉ cầm nó thôi chứ không ăn. Cái quái gì vậy? Sao lại bị vậy nữa rồi? Nãy cậu nhấn phím nào ấy nhở? Không được rồi, mình phải nhờ cậu ấy giúp lần nữa. Hey, cậu có thể giúp tớ lần nữa không? Nó lại bị như vậy. Được rồi, có chuyện gì? Lại nữa à? Thôi nào, không phải chứ. Nhấn escape. Yay, cậu làm được rồi, cảm ơn nhiều nhé. Không có gì, giờ mình có thể dùng thời gian nghỉ này để ăn sandwich. Nhưng mà... Ôi trời ơi, cậu đùa tớ sao? Chỉ cần nhấn phím escape là được. Nghe đây, phải có cách nào đó để cậu nhớ phím này chứ. Đợi chút đã, bánh sandwich, bàn phím. Tớ có ý này. Xin lỗi, tránh ra một chút, tớ cần làm một việc ở đây. Chỉ cần gỡ phím escape này ra khỏi bàn phím. Và giờ là lúc dùng đất sét để làm một cái sandwich mini. Mình sẽ nặn nó trên bàn phím. Nhìn miếng rau nhỏ xinh này nè. Để lớp tiếp theo, miếng thịt. Giờ thêm ít phô mai, sau đó là miếng bánh mì trên cùng. Nhưng chưa xong đâu, nó cần hạt mè nữa. Bây giờ đã xong và trông hoàn hảo nữa. Mình nghĩ thế. Đây, nhìn này, giờ cậu chỉ cần nhấn cái burger là được. Để tớ thử. Wow, dễ thương quá, tớ rất thích. Đợi đã, nãy là nút nào vậy? Đừng bận tâm, đó là nút burger. Đúng rồi, mình sẽ thử nhấn nó và... được rồi này. Yay, cuối cùng cũng được rồi. Và mình sẽ ăn để ăn mừng. Ôi trời ơi, sandwich ngon quá, thích ghê. Được rồi, đã đến lúc mình bắt đầu chơi game. Nào cả lớp, đã sẵn sàng chưa nào? Làm bài kiểm tra thôi, đây là đề của em. Hey, cái gì vậy? Biết rồi nhé. Của em đây. Búp. Đây là bài kiểm tra của em. Hey, cái gì đấy? Ngon phết. Cái gì vậy? Bánh donut của mình mà. Để xem nào. Ok, yep, mình khá chắc chắn đây là đáp án đúng. Nó cho mình đáp án của câu này luôn. Ok, hít thở sâu, mình làm được mà, chỉ là bài kiểm tra thôi. Chắc không được rồi, không biết làm câu nào cả. Yes, không thể tin nổi là thầy lại cắn một miếng donut của mình như vậy. Mình không lãng phí nữa đâu, chắc chắn là thế. Xong rồi, chỉ cần ký tên nữa thôi. Thêm một bài kiểm tra nữa, cá là mình đã làm rất tốt. Giờ có thể đọc sách thư giãn rồi. Ôi trời ơi, cậu ấy làm xong bài kiểm tra rồi, sao có thể chứ? Đợi đã, có lẽ đây là đáp án. Không, mình ngốc quá, mình không làm được câu nào. Ôi trời, donut là thứ tuyệt vời nhất quả đất. Nhiều vụn bánh quá, phải phủi tay cho sạch mới được. Nếu mình lấy bài kiểm tra của cậu ấy thì sao ta? Chắc là cậu ấy biết đáp án. Đó không phải là giải pháp rồi, mình cần Grace. Grace, bên này. Sao cơ, cậu cần giúp à? Được thôi, đưa qua đây. Yay, cảm ơn cậu nhiều. Đây này, như cậu muốn. Sao cũng được, mình không quan tâm. Đây, câu này sai, câu này cũng sai. Tớ không hiểu sao cậu có con số này luôn. Hầu như tất cả các đáp án ở đây đều không đúng. Đây, xong rồi, cậu có thể lấy lại. Yay, giờ mình không lo rớt nữa rồi. Mình phải làm gì đó để cảm ơn cậu ấy. Xem nào. Mình có kẹp giấy và cậu ấy có bánh donut. Được rồi, dự án nhỏ này sẽ cần một ít đất sét polymer. Một chút màu vàng này sẽ được đây. Mình sẽ đè nó vào kẹp giấy. Giờ mình muốn có một vết lõm nhỏ ở giữa như thế này. Tiếp theo, sẽ thêm một số hạt cườm vì mọi thứ sẽ đẹp hơn khi lấp lá lấp lánh. Nhưng chưa đủ đâu, sẽ cần thêm chút kim tuyến. Giờ đổ lên khắp món đồ này. Tốt, và giờ thổi phần dư đi. Hoàn thành. Thành quả rất đẹp luôn. Có kết quả bài kiểm tra rồi. Yay, ôi trời, mình được điểm tuyệt đối. Woo. Lại được thêm một điểm tuyệt đối nữa. Đúng như mình nghĩ. Phải ăn hết những vụn bánh trong miệng. Hả? Cái gì đây? Hey, có thêm vụn bánh ở trên giấy này. Yay. Giờ đã đến lúc làm Grace bất ngờ vì cậu ấy đã giúp mình rất nhiều. Ôi trời ơi, cho tớ thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Dễ thương quá, tôi sẽ dùng nó để làm cái đánh dấu trang như thế này. Hey, ngưng liếm giấy một giây được không? Tôi cũng làm cho cậu một cái nè. Hả? Ôi trời, giống như cái bánh donut tí hon vậy, cảm ơn. Mình rất thích thành quả này, rất dễ thương, bạn không nghĩ vậy sao? Yay, yay, cuối cùng cũng nhận được, hồi hộp quá. Mình đã đợi nó không biết bao lâu rồi. Ok, phải mở ra ngay mới được, xem nào. Mình rất nôn nóng muốn xem tất cả các màu mới. Yay, mình mở đây, xem nào. Ôi chúa ơi, đẹp quá, còn có bảng màu kim tuyến nữa chứ. Mình phải thử ngay bây giờ. Wow, không nghĩ là mình có thể ra khỏi đây. Yay, đây rồi, cây cọ trang điểm may mắn mình thích nhất. Tuyệt vời, nào, mình sẽ bắt đầu với màu hồng nhẹ nhàng này. Biết rồi, cô ấy đang trang điểm, thêm màu sắc cho khuôn mặt. Màu này rất đẹp luôn. Hey, làm cho tớ với. Hả, tiếng vo ve gì vậy nhỉ? Ha, cậu nghĩ sao về chuyện đó? Mình nhảy lên trên này rồi, giờ mình nhảy lên trên này nữa. Hả, ra khỏi đây đi. Không thể tin nổi. Đủ rồi, đã đến lúc dùng phép thuật của mình. Đỡ này, đây này, đây nữa. Ok, xem nào. Hả? Mặt mình bị sao vậy? Đó là những gì cậu phải chịu vì đã đánh tớ. Không, cậu phải làm tớ trở lại như cũ. Năn nỉ mà, tớ sẽ làm mọi thứ. Biết rồi, tớ cũng muốn bộ trang điểm này. Chà, tớ đoán là có thể. Ồ, tớ có ý này rất hay. Đến lúc dùng đất sét polymer rồi. Đây, mình đã làm phiên bản thu nhỏ của bảng màu. Giờ mình sẽ lấy dụng cụ đáng tin cậy và cạo một ít phấn của mình. Sau đó mình sẽ bỏ vào ô nhỏ ở đây như thế này. Tiếp theo, mình sẽ lấy màu vàng này. Giờ mình sẽ để một ít đất sét lên trên và nó sẽ đóng vai trò là cái nắp. Tiếp theo là tô màu để nó không chỉ có màu trắng nhàm chán. Màu tím này đẹp này, mình rất thích nó. Giờ là màu tím đậm hơn, cố gắng làm sao cho hợp với bộ lớn của mình. Xong, chỉ cần một bước nhỏ nữa là hoàn thành. Ta-da, hộp trang điểm y chang cho mình và nàng tiên. Đây này, tớ làm cái này cho cậu để cậu cũng có riêng một bộ. Yay, thích quá, tớ thử ngay đây. Giờ mình có thể tô lên mặt. Ừ, cậu sẽ làm mặt tớ lại như cũ chứ, năn nỉ đây. Chắc rồi, thỏa thuận là thỏa thuận. Phép thuật đến đây, xong. Ôi trời, còn đẹp hơn trước nữa. Ý, cảm ơn cậu nhiều, cậu là tuyệt vời nhất. Chắc chắn rồi, tớ rất thích những màu sáng này, chúng là đẹp nhất. Hả, có gì ở đó vậy? Một cuộc thi sáng chế sao? Không tin được, mình thích các cuộc thi. Đợi chút, mình biết phải làm gì rồi. Ok, nó nhìn hơi giống cái bánh quy, nhưng không ngon bằng. Mình sẽ thêm sô-cô-la, mình muốn cái bánh quy này thật vui. Ôi trời, nhìn nụ cười của nó kìa. Ok, nó có hai cánh tay nhỏ với hình dạng như thế này. Tiếp theo mình cần dùng dụng cụ cắt bánh quy để làm vết cắn. Xong rồi, nó không bị đau vì nó vẫn đang cười. Mình nghĩ là xong rồi. Oh hey, phát minh của cô ấy nhìn hay nhỉ. Không đời nào, có vẻ như cô ấy mang đến hai phát minh. Oh, chắc đó là giám khảo. Và cô ấy đang đến đây. Không tin được, cô ấy đang nhìn mình. Hẳn là cô ấy thích phát minh của mình. Hẳn là vậy. Giám khảo trông khó tính nhỉ. Cô ấy đã làm cô gái kia khóc rồi. Nào, cô có gì ở đây nào? Chà, cái bánh quy nhỏ. Và cô thấy đây, nó có khuôn mặt dễ thương. Đợi đã, dừng lại. Để cháu cho cô xem cái này. Cháu sẽ cần trà của cô để minh họa phát minh của cháu. Đây, thấy chưa ạ? Cháu có cái bánh quy nhỏ. Và nó có thể ngồi trên ly của cô như thế này. Sau đó cô có thể quấn dây túi trà quanh người nó. Ta-da, đây là người bạn trà bé nhỏ mà cháu phát minh đấy. Ôi trời, chưa bao giờ cô thấy cái gì như thế này. Được rồi, chúc mừng, chiếc cúp cho phát minh xuất sắc nhất đã thuộc về cô. Yay. Ok, mở liên kết ra nào. Rồi. Xin chào Lily này, có gì mới kể tớ nghe đi. Cũng bình thường. Ok, chờ chút. Là Matt. Nhìn cậu ấy kìa, đẹp trai dã man. Khoan, đợi tớ một chút xíu nha. Có ảnh nào khác không? Để xem nào. Có gì không? Ồ, thú vị đấy. Ai kia? Cậu ấy có bạn gái? Tất nhiên là có rồi. Mình đâu phải gu của cậu ấy. Cậu ấy sẽ chẳng để ý đến mình. Tóc đuôi sam thì càng không. Nhưng biết đâu mình có thể thay đổi. Ú là trời. Cái này làm cho môi dày hơn à? Để dùng thử xem sao. Tại sao không nhỉ? Đã giao tới rồi à? Mong là mình không hối hận. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Nó bự hơn mình tưởng tượng.
Này, Lily. Có đó không, Lily? Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Chờ tớ một chút xíu thôi. Thế anh chàng này không? Thấy sao thì bày tỏ đi. Thật à? Ừ, tớ hiểu ý cậu rồi. Bye. Tạm biệt. Bày tỏ cảm nhận hử? Tớ thích cậu. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu. Mình đã gõ đủ 100 lần chưa? Ôi giời. Ôi không, không ổn chút nào. Sao mà đánh máy được nữa đây? Không biết bắt đầu từ đâu. Con chuột. Mình sẽ dừng con chuột. Cố lên, chỉ vài chữ cái nữa thôi. Ê, kìa. Có một video. Còn muốn trang trí bàn phím của bạn không nào? Sau khi đã thả các viên trang trí vào, dùng ống pipette để bơm nhựa nè. Bơm đầy đến miệng luôn nha. Nhớ kiểm tra xem các viên đã được phủ kín chưa. Gần xong rồi nè. Sau khi hoàn thành, đóng chiếc nắp lại. Một lúc sau, nhựa sẽ cứng lại. Giờ thì đặt chúng lên bàn phím. Xong rồi. Wow, cuối cùng bàn phím cũng độc đáo y như mình. Tiếp tục đánh máy thôi nào. Tớ thích cậu. Khoan, cậu ấy đang gõ. Trời đất, không dám nhìn. Sao mãi mà chưa gửi? Nhanh lên. Không thể chờ đợi thêm nữa. Yeah, cậu ấy cũng thích mình. Thật không thể tin nổi. Wow, cứ vui chơi thoải mái nhé con. Vâng, ta đã thảo luận. Nói thật à? Hay quá. Ôi, thật không thể tin nổi. Xin chào những chú cá nhỏ. Các bạn bơi đi đâu hết vậy? Lily, chờ chút ạ. Được rồi con yêu. Tạo dáng để mẹ chụp ảnh cho nào. Ồ, cưng quá. Chờ một chút. Alo. Trong này có rất nhiều nước. Wow, đó là cá mập trắng sao? Bù. Leo leo. Tuyệt. Dạ vâng, tất nhiên. Kể chuyện nghe hết đi. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Gì? Con muốn đi xem cá ngay. Con không được vào trong đó đâu. Mẹ không muốn làm con buồn. Ta-da. Cá của con nè. Wow. Bơi nhanh lên, nhanh lên. Thấy không? Có lẽ đó không phải ý hay. Im mò. Con hứa con sẽ ngoan. Mẹ xin lỗi. Mẹ thấy cách đó không ổn. Không, xin lỗi. Khoan, thôi đừng khóc nữa. Không. Chờ chút, con đừng lo nhé. Để mẹ nghĩ cách. Thứ này sẽ giúp mình gỡ rối. Bắt đầu với băng dính trong suốt. Sau đó cắt ra một miếng nhỏ. Hãy cẩn thận nhé. Đặt nó xuống và thả một miếng nhựa vào. Một con cá nè. Gấp băng dính lại làm đôi nhé. Khi đã đóng kín, kéo miếng ở lớp ngoài ra. Hãy giữ thật chắc tay nè. Rồi từ từ bơm nhựa lỏng vào trong. Từ từ thôi nhé. Bạn có thấy nó đang phồng lên không? Nhìn nó rất thú vị phải không nào? Trông nó gần giống như nước. Đẹp ghê. Giống như cá ở dưới biển. Con thấy sao? Và nhìn mỗi góc con lại thấy nó khác. Bong bóng nhỏ của riêng nó. Hay quá đi. Con cảm ơn. Sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa? Mình quá là tự tin luôn. Mình đã ôn bài rất kỹ. Và mình mang đúng đồ dùng học tập. Bút chì số 1, có ngay. Mong là mình mang đúng đồ dùng. Bút chì số 2 và bút chì số 3. Không có nào dùng được. Sao giờ? Này.
Gì đấy? Cậu có bút chì không? Ừ, thì đây. Cảm ơn. May mà mình mang đi nhiều. Nghiêm túc đấy hả? Lớp này có mình tớ mang bút chì. Bực bội ghê. Đây. Khoan đã, tớ cũng cần bút. Các cậu xong chưa? Tẩy nhẹ nhàng thôi cái thằng kia. Sắp hết giờ mất rồi. Không, mọi người. Rồi, ok, mình phải làm nhanh. Nghĩ xem nào. Chắc là bê. Úi, cục tẩy đâu mất rồi? Còn cục tẩy nào không vậy? Giờ sao? Đúng là ác mộng. Eo ơi, dây kiểu gì kia? Cái quái. Khoan, nghĩ ra rồi. Mình sẽ tự chế ra cục tẩy. Phun keo nóng vào chiếc cốc silicon này. Nhanh tay dán nó vào bút chì. Nhanh trước khi keo khô. Hãy xem nè. Giờ nhúng nó vào kim tuyến màu vàng này. Nhớ phủ toàn bộ đồ tròn nhé. Đó, vậy là được. Xong, một cục tẩy mới toanh. Và dùng y như cục tẩy thông thường. Tuyệt. Phù, mình sẽ chọn A. Đỉnh của chóp luôn. Lily, nhìn mà xem. Ồ, súng bắn keo của cậu, xin lỗi. Quên mất. Woohoo! Bật nhạc lớn lên nào. Sắp tới phần yêu thích của mình rồi. Oh yeah, hãy xem đây. Yeah, woohoo! Tiệc cháy quá. Mấy giờ rồi nhỉ? Woohoo! Lớn hơn nữa. Này, đi về. Thêm một bài nữa thôi mà. Yeah. Ở trong này nóng quá. Ok, tụi mình đi về được chưa? Tớ muốn về nhà. Thôi nào, đi nhé. Thêm vài phút nữa thôi. Tớ đang quẩy vui. Yeah, tiếp tục đi nào. Tiếp tục. Này, tỉnh dậy. Nhanh lên, tỉnh dậy đi. Hả? Gì? Ôi, tớ chỉ cần một chút đường thôi. Ngon quá. Thầy giáo đang nhìn cậu kìa. Dậy đi. Dậy mau. Bó tay chấm com. Kính mắt. Cậu ấy phải che mắt lại. Cái này có hình dạng giống tròng kính. Và chỉ với một chút keo nóng, chúng sẽ trở thành mắt kính. Mình sẽ dùng một lượng keo khá lớn. Mấu chốt là tạo độ dày vừa phải. Cần xong rồi đó. Thấy không? Giờ thì phun vào bên trong. Bằng cách này, lát con sẽ được giữ cố định ở giữa. Chuẩn, cho nó chảy tràn qua luôn. Hãy để nhựa lỏng chảy vào toàn bộ hình tròn. Bạn có đoán được tớ đang làm gì không? Rất khó nhận biết, nhưng bạn sẽ sớm đoán được thôi. Thấy chưa? Giờ chúng mình sẽ lắp ráp. Bóc phần rìa ra nè. Vậy là chúng ta có tròng kính. Giờ thì dùng miếng này nối chúng lại. Bắt đầu giống một cặp mắt kính rồi nhỉ? Chỉ cần dùng keo nóng để nối chúng. Phun vào đây để gắn gọng kính nè. Này, đẹp đấy chứ? Đeo thử đi nào. Của cậu đây. Ngồi im cho tớ nhé. Dạ, chúng em vẫn đang chú ý. Chỉ là một búp bê Barbie cũ. Sai, có lẽ cô ấy cần được tân trang một chút đấy. Khi đã phun gel lên, đưa cô ấy xuống dưới đèn UV. Hoàn hảo. Giờ thì lấy sơn móng tay kim tuyến. Thật đẹp phải không? Đẹp hơn màu son cũ đơn điệu. Thấy chưa? Môi mọng. Cảm ơn selfie một tấm không? Chua mỏ dễ thương nào. Nghệ thuật thật đẹp mắt phải không nào? Hãy xem kỹ hơn nhé. Wow, hình tranh đối tượng này. Tớ không ngờ đó nha. Xem tiếp nào. Chúng ta có gì ở đây? Tượng bán thân đó. Bạn biết không, tớ đã có cảm hứng. Hãy bắt tay vào việc nào. Tớ đã đặt sẵn hộp khuôn vào rồi. Đổ chất liệu vào đi. Ôi trời ơi, nó ướt quá. Tớ phải cố gắng nhắm mắt thôi. Khoan, tạm dừng video nào. Mình cần ăn xì nách trước khi tiếp tục xem. Khoai tây chiên ngon hết sảy. Mình chắc chắn sẽ chơi tới bến cấp độ này. Trong này còn chỗ cho mình không? Còn ghế trống kìa. Mình sẽ ngồi vào giữa vậy. Cuối cùng cũng lẻn được vào đây. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Bắt tay vào chơi thôi.
phải giãn gần cốt cái đã rồi chơi cho nó hăng. À, được rồi, lên nào. Mình sẽ vượt qua ngục tối này và chắc chắn phá kỷ lục tốc độ. Hả? À, cậu tưởng có thể ném đống NPC đó vào tớ sao? Cứ mơ đi, chết nè. À, gì vậy trời, có chuyện gì thế? Ôi trời, vậy là mình không phá được kỷ lục tốc độ được rồi. À, trời, bàn phím của mình, có chuyện gì với nó vậy? Phím rơi lả tả khắp nơi, mình phá hỏng nó mất rồi. Nhìn chữ KW này, chả hết rồi, phắn đi. Mình cần làm một thứ khác để khắc phục sự cố này. Và đã đến lúc thêm chút nhựa epoxy rồi, tớ không muốn đổ tràn ra đâu, chỉ thêm rắc rối thôi. Xong, tớ đã đổ vào hết các ô, nhựa khô lại rồi, giờ thì lấy chúng ra. Nhìn phím này cưng quá à. Giờ thì tớ có thể đặt lên bàn phím, thay thế cho các phím đã mất. Được rồi, tớ cảm thấy rất an tâm về bàn phím mới, dễ thương này. Đã đến lúc quay lại với trò chơi rồi, giãn cật cốt nào, lên nào. Cố lên, mày làm được mà, ấn mạnh hơn, nhanh nữa lên. Khoan, wow, thành công rồi, mình phá kỷ lục rồi, bàn phím may mắn chính là chìa khóa. Này, được rồi, giỏi lắm, một tràng pháo tay chúc mừng nè. À, được rồi, bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da xinh nào. Đủ bong bóng rồi, đã đến lúc chơi với dưa hấu của mình. Nó dẻo lắm luôn, thích quá đi. Này, mà chờ một chút, ở kia có một chậu cây rỗng kìa. Mình sẽ trồng dưa hấu nhỏ của mình vào đất trong chậu. Được rồi đấy, giờ thì chỉ cần đợi cho nó mọc thôi. Yay, chẳng tốn chút thời gian nào. Ý tưởng quá thông minh, mình làm ngay đây. Được rồi, dưa hấu nhỏ ơi, đã đến lúc trồng em thành cây dưa hấu lớn rồi. Mọc đi, em làm được mà. Sunny đang làm cái khỉ gì ở kia vậy nhỉ? Ôi chà. Dưa hấu ơi, sao em không mọc lên vậy? Hả? Ôi không, trông con bé buồn quá. Mình phải làm gì đó cho con bé vui lên mới được. Mình sẽ xếp các lớp đất sét polymer lên nhau. Và rồi, mình có một quả bóng đất sét màu đỏ nữa. Giờ thì cuộn tròn vào này. Tiếp theo, mình cần dụng cụ này, vì mình sẽ thái nhỏ đất sét ra. Nhưng mà mình phải cẩn thận, không muốn làm nát nó đâu. Ok, cắt hai đường là được một lát rồi. Và giờ mình chỉ cần cắt một đường ở giữa. Lại cần xẻng cắt đất sét rồi, vì mình sẽ cần cắt hình tròn này làm đôi. Tốt, mình sẽ nhấc miếng nhỏ này lên đã nè. Giờ thì cắt thêm một lát nữa, như miếng bánh. Ra hình dễ thương rồi này, vậy là được. Giờ mình cần quét sơn phủ trong suốt lên. Tốt rồi, nhưng miếng dưa hấu này vẫn còn thiếu hạt. Mình sẽ dán thêm các hạt nhựa màu đen này, vậy là có hạt. Nhưng mình không chỉ muốn hạt, mà còn muốn dưa hấu vui vẻ. Đó, miếng dưa hấu đã có mặt cười vui vẻ rồi, cưng xỉu luôn. Sunny ơi, chị làm cái này cho bé nè. Wow, là vòng cổ dưa hấu nhỏ và khuyên tai cùng bộ nữa. Đáng yêu quá, em thích lắm chị ơi, em cảm ơn. Không có gì đâu, chị không muốn thấy em gái chị buồn thôi. Này, em sẽ trồng dưa hấu này. Ơ, à, gì cơ, Sunny? Hả, à, làm sao mà trồng được bằng cách ấy? Dừng lại mau, đừng có chạy trốn mẹ nữa. Bắt được rồi. À, chạy nhảy thế thôi nhé. Đã đến lúc đi tắm và con sẽ tắm thật ngoan. Phù, nào, chà rửa thật sạch sẽ. Ơ, à, con đâu rồi? Sao con bé lại chạy đi nữa? À, bó tay. Yeah, mình yêu quái vật đáng yêu. Ahem, con nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Lại đây nào. Phù, không, con không muốn tắm đâu, con ghét đi tắm. Mẹ kỳ cục lắm mẹ biết không? Rồi, ừ thì mẹ kỳ cục, nhưng để mẹ trà cho con. Không, mẹ không bắt được con đâu. Không trà. Ôi trời, con làm mẹ điên lên mất thôi. Yay, vịt vàng bơi rất giỏi, vịt vàng rất đáng yêu. Con bé thích vịt cao su. Được rồi, vậy là mình đã có cách để tắm suôn sẻ rồi. Mình cần chiếc cốc lớn này. Và rồi mình sẽ đổ nhựa epoxy trong vào. Nhìn toàn bộ bong bóng nổi lên bề mặt kìa. Thêm một xíu thôi. Ok, vậy là đủ rồi đó. Giờ thì mình cần thêm màu sắc cho epoxy. Vài giọt thôi là được. Giờ thì khuấy lên thật đều. Thực sự là mình phải khuấy khá lâu vì epoxy rất đặc. Ok, vậy là khuấy xong. Giờ thì lấy vịt cao su lại đây nào. Được rồi vịt vàng, đã đến lúc cho mi tắm epoxy rồi nè. Mình sẽ đổ khắp người con vịt sao cho epoxy phủ kín. Đặc thật đấy. Khi đã đổ hết rồi, mình chỉ cần chờ cho cứng lại. Tuyệt, xong rồi, ta-da. Con thấy sao con yêu? Wow. Wow, nhân lúc con bé đang ngắm thì trả cho sạch nào. Không thể tin được là cách này có hiệu quả đến vậy. Trà thật thơm và thật ấm. Mình thích đấy. Gì vậy trời?
phải bắt đầu một ngày mới nào. Nhỏ cứ thế để cái tách ở đó thôi hả trời? Không thấy mình đang dọn dẹp sao? Gì? Việc dính trên bàn sao? Không! Biết đâu nếu mình trà đủ mạnh thì sẽ tẩy sạch. Khoan, nhỏ lại có một cái cốc nữa. Và lại để cốc ở đó. Và lại có vết nước dính. À, ngon xỉu. Và mình rất thích cốc tên lửa này. Nghiêm túc đấy hả? Mình cứ phải đi theo nhỏ khắp nhà. Khoan, lại nữa. Sao Sunny có thể uống nhiều cốc vậy cơ chứ? Và cứ bạn đâu đặt đấy mới tài chứ. Trên bất cứ bề mặt nào. Mình kiệt sức rồi. Mình cứ phải dọn dẹp không ngừng. Biết đâu còn gì đó để uống trong cái cốc này. Một lát cam. Mình sẽ đặt lên một tấm nhựa và lấy súng bắn keo ra. Mình sẽ dùng súng vẽ một hình tròn xung quanh lát cam. Không cần phải tròn vo đâu, vì trái cây cũng đâu có tròn vo. Nhưng mà đè vài lớp để nó dày vừa đủ nhé. Đi thêm vài đường nữa để cho cái rìa cao lên. Và tốt rồi, giờ thì trang trí nào. Mình sẽ đổ chút kim tuyến vào. Không cần nhiều đâu nha, nhiều quá lại thành ố rể đó. Và đã đến lúc dùng epoxy, cứ đổ vào thôi. Nhớ là đổ sao cho phủ kín cả lát cam nữa nhé. Và rìa keo sẽ ngăn không cho epoxy tràn ra. Và khi nó cứng lại, mình có thể bóc ra khỏi khuôn. Đẹp quá đi mất, nhưng chưa xong đâu, để mình sơn rìa đã. Mình sẽ dùng màu sơn vàng lấp lánh này. Vậy là xong, miếng lót mi cuối cùng đã hoàn thành. Ôi trời ơi, đẹp muốn xỉu luôn, thành quả còn tuyệt hơn ban đầu mình nghĩ. Khoan đã, lần sau nhớ đặt cốc lên miếng lót nghe chưa? Chuẩn, tớ tự làm đấy, và nó sẽ giúp bảo vệ đồ đạc trong nhà. Được rồi, dọn dẹp xong rồi, tự thưởng cho mình chút xì nách nào. Mà chờ một chút, gì thế này? Đống cốc này ở đâu ra vậy trời? Ok, quần legging tôn dáng ghê. Vậy là trông mình giống nàng tiên cá rồi. Nhưng tóc thì chưa ổn chút nào. Mình phải sửa ngay thôi. Khoan, cái gì đấy? Chuyện gì đã xảy ra với cái lược? Đúng vậy, mình mới đi tiệc tiên cá về. Ngỡ đuôi ra này, nhẹ cả người luôn ấy. Bàn chân mình được thoải mái rồi, nhưng cái đuôi thì bẩn. Vậy nên mình đã quyết định mang đi giặt. Ngay cả đuôi tiên cá cũng cần được làm sạch chứ. Và vì tiện giặt đồ nên mình đã bỏ một vài quần áo nữa vào. Như quần jean màu hồng, mình có để lược ở trong túi quần jean mà. Và rồi mình bật nút khởi động. Và mình bước đi, cho rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Ôi không! Nhưng hẳn là phải có cách nào đó chứ ta. Chuẩn không cần chỉnh, mình sẽ thử coi sao. Cái giá này vẫn có hình chiếc lược, nên mình sẽ rắc chút lá vàng lên đó. Và giờ thì đổ epoxy lên nè, nó chẳng khác nào một cái khuôn. Nhưng mình không muốn đổ đầy epoxy trong khuôn, nên thế này đủ rồi. Mình sẽ bổ sung màu xanh lá cây nữa. Đó, vậy là được rồi. Cứ để đó cho nó cứng lại thôi. Ok, vậy là ok la rồi, mong là dùng được. Wow, trông y hệt một chiếc lược bình thường. Và nhìn có xinh không cơ chứ? Ok, thử trải để xem nó có hiệu quả với tóc mình không nhé. Trải mượt chẳng khác nào cái lược cũ. Được rồi, chắc chắn giờ nó là cái lược yêu thích của mình. Ôi kìa, cậu vẫn cố làm nàng tiên cá xinh hơn tớ sao? Tớ là nàng tiên cá xinh hơn cậu, lược tiên cá mới của tớ bảo thế, còn cậu chỉ có cái nĩa. Tớ xứng đáng có được cái lược ấy hơn cậu. Đúng rồi, chạy ngay đi. Không phải, nãy mình đang xem dở video này, mình quên mất. Cô ấy đang đúc khuôn gương mặt hay gì đó, bật xem nào. Ok, đông rồi, mau lấy ra khỏi mặt tớ đi. Thật tuyệt khi có thể chớp mắt trở lại. Ok, vậy đó là cái khuôn, mình sẽ đổ epoxy vào. Mình chọn màu đỏ vì tại sao không chứ, nó đẹp mà. Nó dần làm đầy cái khuôn rồi. Và giờ tất nhiên là chờ cho cứng lại. Xong rồi, mình sẽ tách ra khỏi khuôn. Oh wow, kết quả đẹp đến sững sờ. Mình sẽ đặt nó vào bàn trưng bày, vì đây chính là một tác phẩm nghệ thuật. Này Cheryl, tượng này trông giống cậu dã man. Ai nói cầu vồng phải ở trên trời chứ? Tớ thích thấy cầu vồng của riêng mình cơ. Tớ sẽ đổ dung dịch này vào các lọ nước màu ở đây. Lùi lại, chuẩn bị trao rồi nè. Wow, nước chảy ra kìa, thật tuyệt vời. Tớ thích các màu pha trộn vào nhau, giống như một dòng thác cầu vồng vậy. Ngắm cả ngày cũng không chán. Vậy, ai sẽ nấu dọn nhỉ? Chúc mừng sinh nhật chính mình, hôm nay sẽ là ngày tuyệt nhất quả đất. Cậu đến rồi. Tất nhiên, và tớ mang Kissimissi. Chúc mừng sinh nhật. Tuổi mới vui nhé. Chào Mandy, lại đây, nhìn cậu xinh quá à. Dừng lại. Chúc mừng sinh nhật, gặp cậu sau nha. Khiếp, mình không thích xã giao gì hết. Và gì đây? Mình chỉ thích Huggy Wuggy.
Chào Mandy, xem tớ có gì nè. Sao cậu biết chứ? Em thích lắm lắm luôn. Chơi nào. Em chưa bao giờ vui đến vậy. Đây là món quà hoàn hảo. Ồ, mình lại mang hoa. Chết nè. Cảm ơn cậu nhiều. Này, bạn bè phải thế chứ. Vậy là mình chọn sai quà rồi. Chúc mừng sinh nhật Mandy. Ơ, gì vậy trời? Mang ra ngoài dùm đi. Nhưng tớ tự tay hái đấy. Không thể để chuyện đó xảy ra. Mình đã có cách rồi. Mình có vài quả bóng bay. Cần chút khí bơm hơi. Cũng may trưa nay mình ăn burrito. Oh yeah. Dễ chịu quá. Giờ mình cần tạo hình cho quả bóng bay. Mong là sẽ không nổ. Vặn lần nữa và xong rồi. Này Mandy, quà của cậu nè. Wow. Ô là là, tuyệt vời ông mặt trời. Mùi gì vậy? Tớ tự tay làm đấy. Mong là cậu thích nó. Thích á, tớ mê luôn. Tớ luôn mơ có một em khổng lồ. Nhìn nó mà xem. Thật tuyệt vời. Vui quá đến mất. Không công bằng gì cả, nhưng mình có một ý tưởng. Wow. Tuyệt vời. Tớ đang ăn hoa giấy sao? Bay tứ tung rồi. Mùi giống hệt như rắm. Tớ chẳng hiểu gì cả. Khoan, bóng của tớ mất rồi. Nghiêm túc đấy à? Không ai ngửi thế à? Thúi dã man. Giờ thì sao? Quẩy lên nào. Woohoo. Nhìn kỳ sinh nhảy nè. Oh yeah, hai cái nhảy còn đỉnh hơn nhé. Thiên tài bẩm sinh đấy. Nhìn kìa, em ấy muốn nhảy cùng Kishi. Lãng mạn quá đi. Hai em ấy đẹp đôi quá. Woohoo. Lên nào Stacy. Thể hiện giọng hát đi. Ooh-wee. La 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 la. Ô này. Shup shup. Hát đi nào Hagi. Quả là giọng hát trời phú. Chúng mình sẽ trở thành siêu sao. Chuẩn không cần chỉnh. Xem vũ công phụ họa kìa. Tớ không thể đọ sức với họ. Ngồi nghỉ xíu đã. Không biết có gì trên TV nhỉ. Này, dạo này các cậu thế nào? Chào mừng đến với chương trình. Tớ có vài kế hoạch lớn và nhiều trò vui đang chờ sẵn. Wow. Hãy xem đây. Nhảy đi nào. Duyên dáng thật đó. Bong bóng này sẽ bự đến đâu. Khổng lồ luôn. Bạn đã thấy thứ gì như thế này chưa? Wow, hay quá kìa. Wow, tớ đang bay. Cảnh đẹp quá, tớ nhìn thấy nhà mình. Tớ nảy ra một ý tưởng. Tớ cần một tờ giấy bìa màu xanh. Chúng ta vẽ thôi nào. Tớ muốn vẽ hình Haki Waki. Mong là tớ vẽ giống thật. Đôi mắt nè, rồi đến bộ lông dày. Tớ sẽ tạo hiệu ứng lông xòe ra. Ok, xong hình vẽ rồi. Bây giờ tớ sẽ tô màu. Màu đỏ này rất hợp với đôi môi. Tớ sẽ tô màu vàng vào bàn tay và bàn chân. Gì nữa ta? Tớ sẽ tô màu đôi mắt nữa. Cứ thông thả thôi. Tớ muốn tô màu thật gọn. Tớ sẽ chừa một hình tròn nhỏ màu trắng ở tâm. Ok, gần xong rồi nè. Giờ tớ sẽ cắt hình ra. Với phần tiếp theo tớ cần một quả bóng bay. Thổi bóng bay lên. Và tớ sẽ nhét bóng qua lỗ ở miệng của Hagi. Tớ đã cắt thêm một hình Hagi nữa nè. Tớ sẽ dán chúng lại với nhau. Và khi tớ bóp nó, bóng bay sẽ phồng lên. Đây là món đồ chơi mà tớ muốn làm. Hay quá đi. Bóp càng hay cũng được. Mong là các bạn thấy thích. Wow, mọi người ơi, xem nè. Nội dung độc đáo có 102. Stacy có một thứ đặc biệt muốn cho các bạn xem. Bỏ tay ra. Không, điện thoại. Đừng bị gì nhé, chị chỉ nhỡ tay thôi. Chị xin lỗi nha. Không. Không, hãy thả em ra. Cô đang phạm một sai lầm lớn. Em biết quy định mà, cấm đồ ăn. Mình cần đội ứng phó, chỉ còn một cách duy nhất thôi. Đưa cho cô. Quá muộn rồi. Biệt đội trong mơ đã đến. Cô đã gây rối nhầm với tụi em. Avengers. À nhầm, giáo viên hãy tập hợp. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này. Chuẩn bị thua đi mọt sách. Nhà vô đây. Không khoan nhượng. Đó là một vinh dự. Tấn công. Chết nè. Chỉ được như thế thôi hả? Mình cảm thấy bồn chồn trong người. Cậu ấy đẹp trai quá. Mình nên nói chuyện với bạn ấy.
Không có gì. Ui, gần quá. À đúng rồi, mình sẽ viết thư cho Sunny. Cậu ấy đang làm gì vậy? Mình sẽ thổ lộ hết tâm tư. Mình hồi hộp quá. Cái đó, cho tớ sao? Wow, cậu ấy thật lãng mạn. Mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Cậu ấy thích nở. Ôi, mình nên viết đáp lại. Không biết cậu ấy viết gì. Gửi cho cậu nè. Cậu ấy có thể giống như mình. Khoảnh khắc quyết định nè. Cậu ấy yêu mình. Bình tĩnh nào. Mình cứ như lơ lửng trên mây. Không gì có thể làm mình hết vui. Mình là người may mắn nhất trên thế giới. Ôi, mình có một ý tưởng. Mình nên tặng một món quà cho Sunny. Một con ngựa. Không. Còn gì khác ở đây không? Ồ, gấu teddy đáng yêu nè. Dạo này nó tã quá. Sunny xứng đáng điều tốt hơn. Xem nào. Một hộp cà chua á? Không đời nào. Phải có gì đó để tặng chứ. Một thanh sô-cô-la. Chuẩn không cần chỉnh. Ồ, mình quên mất quyết định ngớ ngẩn đó. Mình phải làm gì bây giờ? Sunny sẽ rất thất vọng cho mà xem. Sắp vào giờ rồi. Đi vào lớp thôi. Chờ chút. Mình có một ý tưởng. Yeah, ổn áp đấy. Cậu cho tớ kẹo à? Thật ngon ngào. Cẩn thận Sunny. Đưa cho thầy. Nhưng kẹo của em mà. Đó là quy định. Thôi vậy. Thế còn cậu món sách này? Em không có. Vậy à. Được, thầy vẫn để mắt đấy. Sunny, hãy xem này. Hả? Cái gì đấy? Xem nhé. Tớ sẽ cắt sách toán. Hả? Cậu bị điên à? Những phép tính vô tội. Không sao đâu, tin tớ đi. Là bánh ngọt. Và cho cậu miếng bánh đầu tiên nè. Nào, cậu ăn thử đi. Cảm ơn Alex. Chắc là bánh ngon lắm đây. Wow, bánh rất xốp và mềm. Tớ thích lắm. Tớ biết cậu sẽ thích mà. Tớ còn muốn một điều. Mong là cậu không phiền. Cậu đang nói gì cơ? Nụ hôn đầu đời. Ôi, hết giờ rồi. Hãy ra khỏi đây thôi. Ê Sunny, chờ chút. Tớ muốn cho cậu xem cái này. Hãy cố gắng rút tờ tiền. Nhưng không được làm đổ chai. Nếu cậu làm được, tờ tiền sẽ thuộc về cậu. Ok, chấp nhận. Để tớ nghĩ xem nào. Hay là mình kéo mạnh. Thật sao? Kế hoạch lớn của cậu đấy hả? Mới tập thử thôi. Mình làm được mà. Để tớ chỉ cho. Nó rất đơn giản. Xem nhé. Yêu thuật. Cha của tớ. Thích thì tớ chơi với cậu. Cho cậu xem thứ này. Hả? Cái gì vậy? Hãy cố gắng đưa chiếc đĩa qua lỗ. Sời, dễ ợt mà. Không được làm rách giấy. Sao mà thế được? Chẳng có cách nào để lấy đĩa đâu. Cậu tự bảo chưa? Sao mà làm được? Đấy là cậu nghĩ thôi. Tớ sẽ nâng góc này. Hả? Ủa? Chắc là tài năng bẩm sinh rồi. Ok, tớ phải đi rồi, bye. Chờ xíu, cậu hãy xem nhé. Ở đây có rất nhiều màu sơn. Thực ra, tớ muốn ăn chúng. Không, Alex đừng. Không sao đâu, tớ là chuyên gia cơ mà. Chúc tớ may mắn đi. Alex, cậu có khùng không? Màu vàng rất ngon. Không tin được là cậu làm thế. Không sao đâu, đừng hoảng loạn. Đó chỉ là trò đùa thôi. Chúng không phải sơn thật. Để tớ chỉ cho. Tớ sẽ đặt kẹo vào trong một chiếc khay đá. Sau đó tớ sẽ đổ nước vào các ô. Sau đó tớ sẽ khuấy đều lên. Tớ sẽ sử dụng cọ vẽ. Nước làm tan lớp màu bên ngoài kẹo. Rồi cho vào ngăn đá. Cậu ăn thử đi. Ngon tuyệt cú mèo. Cậu nói đúng. Có chuyện gì ở đây vậy? Chúng đang ăn sơn. Thầy đã cảnh báo các em về việc này rồi. Thầy có muốn ăn không ạ? Đã đến lúc đổ mồ hôi. Giãn cơ hơi bị sâu. Nhưng trước tiên, mình cần duy trì mức năng lượng. Mình rất mê kẹo xốp. Này, từ từ đã. Thấp hơn. Tổ chịu, sàn nhà này thấp quá. Tớ ghét việc này. Muốn đẹp phải chăm chỉ. Cố lên,
Đừng dừng lại. Mà chờ một chút. Cái gì thế? Đưa cho tớ. Tớ đang cần mà. Tập tạ cũng được đấy. Mình có thể tập thường xuyên. Tốt lắm. Tớ rất ấn tượng. Mình sẽ uống nhanh một ngụm nước ngọt. Bột gai làm lưỡi mình tê tê. Ơ kìa, tớ nhìn thấy hết đấy nhá. Mau đưa đây. Suýt thoát. Alex, cậu ấy đâu rồi? Cái quái. Ờ này, không như cậu nghĩ đâu. Cậu đang đùa tớ à? Tớ chỉ thích kẹo thôi. Cậu biết phải làm gì chưa? Thật không công bằng. Cảnh báo cậu lần cuối đấy. Ờ, thôi thì lấy hết đi. Đưa Bim Bim đây. Cậu là đồ xấu tính, cậu biết chứ. Hê hê, mình luôn chuẩn bị kỹ. Mình còn đầy đồ ngon trong tủ. Khoan, mới ở đây mà. Không, không thể có chuyện này được. À, đây rồi nè. Kẹo dây, món tủ của mình. Khoan, ở đây không có giáo viên nhỉ. Mình phải giấu kẹo đi. Thế còn... Thôi, mình sẽ bỏ kẹo vào trong túi. Khoan, quần đùi này không có túi à? Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Cảm nhận sự đốt cháy. Dáng đẹp đấy Alex, tớ rất ấn tượng. Và tớ không thấy kẹo nào cả. Cậu đang không giấu đúng không? Cậu biết tớ sẽ tìm thế mà. Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì luôn. Ngây thơ ha. Tớ chỉ đang tập thể dục thôi. Ok, vậy cuối cùng cậu cũng chịu lắng nghe. Quần đẹp đấy, rất phong cách. Ờ, cũ rồi mà. Cảm ơn, tớ rất thích. Thật là căng thẳng. Tự chiêu đãi mình mới được. Một giải kẹo ngon đầy đường. Bỏ cái công chờ. Phương trình dài như vậy cần rất nhiều năng lượng cho não. Nhưng sẽ khó khăn khi không được đem đồ ăn vào lớp. Tuy nhiên đừng lo, giấu đồ ăn dễ hơn bạn nghĩ đấy. Xin chào, tôi muốn đặt pepperoni. Okay. Hey. Mùi gì vậy nhỉ? Bạn chỉ cần làm cho xuân sẻ thôi. Nếu bạn muốn ăn vụng trong lớp, hãy học những mẹo này nhé. Nhớ là không giáo viên nào ngăn bạn được đâu. Ê, cái gì kia? Tớ không biết. Tối nay có buổi biểu diễn. Chúng ta sẽ đến đó. Đợi đã. Không được đem đồ ăn vào đây. Cô có thể ăn sau buổi biểu diễn. Tôi không có gì hết. Bắt quả tang. Mình không muốn gặp rắc rối vậy đâu. Mình sẽ nghĩ ra cách nào đó. Sẽ hoành tráng lắm đây. Chỉ cần lấy áo hoodie che ba lô lại như này. Vậy là xong rồi đấy. Mà phương phình sẽ còn hay hơn nữa. Nhìn tớ nè. Đúng là kế hoạch hoàn hảo. Đứng lại đó. Ok. Bị lừa rồi. Cậu đã ăn gì vậy Grace? Chỉ là ba lô của tớ thôi. Muốn ăn vặt không? Tin tốt lan nhanh mà. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Tới đi.
Sắp hết giờ rồi các em. Xong xuôi. Tập trung là mình thèm ăn quá. Ăn không? Mình ghét chỗ này. Không ai để mình ăn bình yên cả. Nhưng mình không chịu được bị đói bụng trong lớp. Thật bất công. Mình không bỏ cuộc đâu. Mình có ý này. Lấy một túi ni lông như này và đổ đồ ăn vặt bạn thích nhất vào. Gắn túi ni lông vào các vòng kim loại. Bìa giấy sẽ tốt nhất cho việc này. Nó sẽ nằm phẳng như giấy vậy. Giấu đồ ăn dễ hơn rồi đấy. Cậu muốn trang nào? Các em! Không có gì ở đây đâu ạ. Suýt nữa thì tiêu. Đói quá. What? Giờ dễ chịu rồi. Matt, cậu có chăn chối gì không? Uống không? Ngon lắm. Tôi không uống keo đâu, đồ ngốc. What? Chúng ta cần đổ hết keo ra. Rửa lọ với xà phòng và nước. Sau đó đổ đồ ngọt vào. Nhớ là nó phải giống keo như này nhé. Đổ vào thôi. Nhìn cực kỳ giống keo đúng không? Đậy nắp lại và bạn đã xong rồi đấy. Wow! Để tớ thử xem. Tuyệt vời! Cái quái! Tớ ăn với. Wow. Ôi trời ơi. Matthew đang nhìn mình. Chào! Gặp cậu sau! Muốn ăn không mát? Gì vậy?
ấy lãng phí kẹo của mình cho Matt sao? Hả? Thật ra thì trong cái rủi có cái may. Bạn có thể bỏ kẹo vào bàn chải tóc. Nó để dưới lông bàn chải vừa y luôn nè. Giờ khi bạn thèm ăn kẹo, chỉ cần chải tóc thôi. Hả? Đưa nó đây. Không. Bỏ đi. Tiết học này cần gì đó vui hơn. Dù chỉ là trong miệng mình. Các em chú ý. Ôi không. Cái này dài nhỉ. Vòng quanh thế giới trong 1, 2, 3. Cái gì vậy trời? Kẹo gôm của mình. Hôm nay xui nhất luôn. Hey, hộp băng keo này được nè. Cái này không chỉ tốt cho băng keo, nó có thể làm hộp kẹo gôm. Giờ bạn có thể xé một miếng hoàn hảo. Wow, cảm ơn Matt. Không có gì. Ê, em không đọc sao, Grace? Oh no! Không có ai ở đây đúng không? Đói quá. Matthew đang ăn sao? Không thấy gì hết. À ha, Matthew, cậu có đồ ăn hả? Cậu nghĩ sao? Tuyệt quá! Bạn có lon đồ ăn rỗng không? Lấy bút dạ. Vẽ một đường cắt như thế này. Sau đó dùng dao cắt ra. Nhớ ngụy trang cái lon nhé. Giờ nó giống lon đựng bút rồi. Sau khi xong, đổ đồ ăn vào. Lựa chọn tốt đấy. Vẫn còn cái nắp chứ. Để nó vào. Như vậy bạn có thể để bút chì lên trên. Sáng tạo đúng không? Bụng ổn hơn chưa, Grace? Tuyệt vời!
muốn giấu giếm đồ ăn không? Vậy thì bạn nên tránh bọc ni lông, thấy không? Ôi, từng người một thôi. Quá nhiều rồi. Grace! Oh no! Thật không đáng để bị bắt. Hey! Mình có thể bóc vỏ giấy ra. Bút chì màu có thể ngụy trang kẹo rất tốt. Tất cả những gì bạn cần là vỏ giấy. Nó vừa y luôn, thấy không? Miễn màu phù hợp là được. Thầy sẽ không phát hiện ra đâu. Chỉ cần đảm bảo bạn cùng bàn của bạn biết thôi. What? Xin lỗi Matt. Oops. Đợi đã, mình không tẩy được bằng cái này. Mình để cục tẩy to ở nhà rồi sao? Dùng cục này vậy. Đừng dùng cục đó, dùng cục này đi. Sao cơ? Nó đựng kẹo đấy. Tớ cũng muốn ăn. Tớ sẽ chỉ cậu cách làm. Dùng dao cắt một đoạn nhỏ ở phần đuôi. Bỏ phần giữa qua một bên. Giờ bỏ đầu lớn hơn vào vỏ giấy. Nhưng đừng bỏ hết. Đây là chỗ bạn sẽ đổ kẹo vào. Đừng quên đậy lại nhé. Mình sẽ xóa bỏ những cơn đói này. Thank you. Ngon quá.